Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Nếu có người bảo rằng tôi có một câu Phật Pháp có thể thanh tịnh Bồ Tát hạnh, nếu Ngài có thể vào hầm lửa chịu nổi sự nóng cháy, thời tôi sẽ cho Ngài. Bây giờ Bồ Tát tự nghĩ rằng tôi do một câu Pháp của Phật nói mà được thanh tịnh của Bồ Tát hạnh, thì dầu ngọn lửa lớn đó có đầy cõi tam thiên, tôi còn muốn từ trên trời phạm thiên nhảy xuống lửa để lấy được câu Phật Pháp. Huống là hầm lửa nhỏ này vào không được. Hiện tại tôi vì Phật Pháp đáng lẽ phải lãnh lấy tất cả sự khổ nơi địa ngục, huống là sự khổ nhỏ mọn nơi thế gian. Bây giờ chúng ta thấy tiếp tục tâm niệm của Bồ Tát đó. Đây ví dụ thôi, nếu có một cái câu Phật Pháp mà đúng với chánh Pháp làm thanh tịnh Bồ Tát đó, thì có vào hầm lửa để chịu nóng, chịu khổ để được học câu Phật Pháp không? Thì lúc đó Bồ Tát nghĩ rằng một câu Phật Pháp, tức là câu nói của Phật mà làm thanh tịnh được Bồ Tát thì lửa lớn cỡ nào cũng vào, đúng không? Lửa mà đầy khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Dầu ở cõi trời, phạm thiên là một nơi thanh tịnh tuyệt đối, an lạc tuyệt đối, mát mẻ tuyệt đối. Nhưng Ngài cũng sẵn sàng phóng vào hầm lửa để nhận một câu Phật Pháp để có thể thanh tịnh đạo Bồ Tát. Mình giờ kêu dân nắng 10 ngày đứng ngoài sân chùa Long Hương để mốt vô học câu Phật Pháp đứng nữa không? Đứng 10 ngày thôi, nắng mưa thì không được đi vô, bỏ chạy mất hết. Khỏi còn mang dép, nên là chạy mất dép luôn. Cho nên chúng ta thấy khi mà cái tâm học đạo của chúng ta nó đã được gọi là dâng lên tới tột đỉnh rồi đó, thì giá nào cũng đổi để được học. Đối với chúng ta là như vậy. Còn khi mà đạo lý với mình nó chưa có trở thành một cái gì quan trọng thì mình còn phải cân nhắc. Đi muốn vô cái chùa đó tu coi cái ông thầy dễ hay khó, chùa tu ăn uống đầy đủ không, ngủ nghê đầy đủ không. Được thì vô, chứ mày vô lỡ bữa no bữa đói thì không tu. Bỏ đi chỗ khác rồi. Vô ba bữa má con bệnh, ba con bệnh, về thăm cái đi thăm luôn mất luôn. Với chúng ta là như vậy, cho nên rồi không thể nào mà chúng ta có thể tiếp nhận được cái sâu của Phật đạo. Hồi xưa tôi nói tìm một người tu liên tục nha, gọi là tu liên tục, không có hở cách một sát na nào hết đó. Chừng khoảng 15 phút thôi là người đó sẽ có biến đổi. Mấy vị tin không? Giờ kiểm tra lại coi mình có phải nói là tương tục suốt 15 phút không có một sát na nào đó hở cách. 15 phút thôi nha, không nói nhiều. Để thấy rằng cái năng lực mà gọi là chuyên tu của mình á, cái năng lực mà chuyên môn của mình á,
nó đủ để có thể nó lấn áp hết tất cả những cái nghiệp tập để mình thâm nhập được Phật đạo. Đương nhiên là lúc đó cái nghiệp tập mình vẫn còn dày, nhưng mà cái lực tu nó đủ để lấn áp. Giống như là mặt hồ đầy bèo, lấy cái tay giạt rễ mà mình thấy được mặt nước trong như vậy. Mặc dù rút tay lên nó cũng đầy bèo trở lại, nhưng mà mình đã thấy được mặt nước trong mà. Tức là lúc đó cái lực của mình đủ để có thể xé dẹt được nghiệp tập phiền não của mình, thấy chân lý một lần. Và một lần thôi, tôi chỉ cần một lần thấy được thôi. Nếu như ai một lần thấy được đạo thì tự động mọi cái nghiệp tập nó tan biến. Điều kỳ cục như vậy mà không lý giải được. Từ xưa giờ mình mò mẫm, mình học đủ thứ, mình tu đủ kiểu, cái cực khổ lao nhọc cỡ nào mình cũng làm. Nhưng mà lực để có thể xé dẹt nghiệp tập phiền não nó chỉ xảy ra trong một thoáng thôi. Nó không phải lâu, một thoáng thôi. Vậy đó mà từ đó là sao nó tự quá tán hết tất cả những nghiệp tập phiền não. Chỗ này rất khó tin. Mà thứ hai ví dụ nó giống như cái bong bóng căng, chỉ cần dùng cái kim đâm thủng cái là xẹp cái bong bóng đó. Không có nói chuyện khác. Nó kỳ lạ ở cái chỗ là chúng ta thấy đúng một lần duy nhất thôi. Thì từ đó về sau tự động cái chánh kiến nó hiện ra với mình mà không cần phải làm thêm cái gì nữa. Tự động tất cả mọi cái đều được mở toàn, đều được xé dẹt, đều được đông thủng. Phải nói câu như vậy. Còn nếu mình thấy sai, mình cứ làm cái gì trong cái mù mờ, có cái gì nó che chứng chướng trước mắt, cứ mờ gì hoài. Rất là khó chịu. Nhưng mà vì mình chưa có một lần đâm thủng, một lần xé toạc những cái mà che chướng của mình. Nó kỳ như vậy. Tôi nhớ vị tổ nó là một vết cắt của dao lam rất mỏng thì nó sẽ bung cái dòng xoay luân hồi, một đường cắt một. Thì đó là cái người thấy, phải nói là có cái thấy. Nó nói chỉ cần một vết cắt, một vết cắt duy nhất là nó đứt luôn cái dòng xích 12 nhân duyên liền ngay tại chỗ, không cần lần cắt thứ hai. Thế mình khi chưa thấy đó, mình nghe nói mình không tin. Tại vì mình cứ vật lộn với phiền não, với nghiệp tập, với cái sự che chướng, với cái sự mù mịt, khổ lên, khổ xuống, tắt qua, tắt lại, tắt tới, tắt lui, rồi tắt đuôi luôn. Mình không có đường mò. Và ai đâu đó mà dám nói cắt một cái, nó đứt rồi, đâm một cái, nó thủng, đạm một cái, nó vỡ, tính nổi. Nhưng mà chúng ta nên tin đi, một lần chúng ta thấy đúng. Tức là chúng ta gom hết sức lực bình sinh của mình dùng về đạo để một lần thấy đúng giùm ta. Không có cần nhiều lần, không có cần lặp đi lặp lại đâu. Thì từ đó mọi thứ nó cứ mở toang, mở toang, mở toang, mở toang, nhìn rõ, nhìn rộng, nhìn rõ, nhìn rộng, mở toang, nó ngộ lắm, mình không có diễn tả được, không có diễn tả được. Đối với đạo Phật là như vậy. Tức là một câu để thanh tịnh là cỡ cái mức đó, gọi là cái câu thanh tịnh đó. Nhưng mà thực sự Bồ Tát thì không cần câu như vậy. Bồ Tát đã ngộ rồi, không cần câu đó. Ý Bồ Tát muốn nói là nói cho mình đó. Tất cả chúng ta là cái người học đạo, chúng ta chưa có một lần thấu tỏ chân lý thì cần một câu, cần một lần để được thấu suốt, để được thanh tịnh. Chính chúng ta mà chưa có một lần thấu suốt thanh tịnh thì công phu kiểu gì, thấy cái gì đi nữa cũng là cái kiểu thấy của ký ức, của tâm thức, của nghiệp tập, của phiền não, của mù mờ, của tâm tối, của lầm lạc. Phải nói là của tùm lum vậy đó. Nhưng mà nhiều người thích thấy nó, ngồi thiền thấy à. Niệm Phật ít bữa thấy đủ thứ, rồi thiền thấy tùm lum. Kể nghe mất mệt, thì khi mình cũng kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói thôi kể nhiều thôi, đừng kể nữa, để tập sau đi. Nó thấy nhiều quá chịu không nổi. Họ thấy tùm lum luôn vậy đó. Tôi nói mệt đó, tôi nghe kể không là tôi muốn khùng rồi, vậy mà mấy người tỉnh giỏi hơn tôi. Họ thấy vậy mà họ tỉnh được hay được chứ. Chứ cỡ tôi mà thấy kiểu chừng 1/4 đó là tôi khùng mất rồi đó. Cái kiểu vậy đó, thấy quá trời quá đất, thấy luôn, thấy từ đỉnh đầu xuống dưới chân đủ thứ chuyện hết đó.
Không phải, tất cả những cái đó là những ứng hiện, những cái biến hiện, những cái mà nó được xảy ra do cái ức tưởng mà lệch lạc của mình, không phải một kiếp mà nó nhiều kiếp nó gom lại. Có những cái ký ức cũ, có những người thực sự họ có những cái quyền năng sau một hai thời ngồi thiền kinh khủng lắm, tôi gặp á. Tôi sợ, tôi sợ họ phát huy cái quyền năng đó rồi nó không biết nó thành cái gì. Nhưng mà thực sự họ không kiềm chế được là rất là nguy hiểm. Thì tôi tìm đủ mọi cách để tôi khóa cho được. Và cuối cùng thì họ muốn được thì họ trở lại thành người bình thường. Cứ nói bình thường đi, hả? Bình thường trở lại rồi nói chuyện sau, chứ còn cái kiểu này là cái gốm. Nó có khả năng kinh khủng luôn. Có thể trị bệnh hàng loạt người như thế này, một cái phất tay thôi. Và đó là những cái ảo của mình đã được mình huân tập nhiều kiếp. Bây giờ nó thành hình cái ảo tưởng, ảo giác của mình. Mà chính bản thân mình cũng không có làm chủ, không có làm gì được khi chuyện nó xảy ra mới là khó chịu. Nếu mà xảy ra trong cái dòng khống chế thì chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Có những lúc có những người họ hoàn toàn bị mất tự chủ bởi những cái chuyện đó trong lúc công phu. Mà nếu tôi công phu mất tự chủ là thêm như thua, không có bàn thêm. Nói thật ra là chúng ta đi vào Phật đạo, chúng ta cần một lần, cần một câu, một lời khai thị nào đó để phá vỡ hết tất cả những cái lòng mê, để mình được thanh tịnh hạnh của Bồ Tát giống như ở đây. Và cái điều này phải được mình nuôi nấng, được mình nuôi nấng. Bồ Tát còn muốn như vậy thì mình không muốn nữa, mình không biết mình thành cái gì, đúng không? Chúng ta chờ đợi một cái lời khai thị nào đó của một thiện tri thức, một cái nhân duyên nào đó của một cái vị thầy nào mình không có biết được trước được. Nhưng mà tất cả những cái người mà gọi là bất ngờ để nhận đạo qua lời khai thị của thầy, qua một tiếng nổ, qua một cái gì đó đại khái, thì đều có một cái sự biến chuyển lớn sau đó. Biến chuyển là gì? Gần như cuộc đời thay đổi rồi. Chuyện trước mắt là hãy ngắm nhìn người đó không có giống trước kia một chút xíu rồi hết, chỉ còn cái diện mạo, cái thân xác giống thôi. Còn gần như mọi thứ trong đời họ không còn là người cũ nữa, như một cái sự lật ngược vậy đó. Bao nhiêu cái sự dính mắc, bao nhiêu cái sự chấp trước, bao nhiêu cái phiền muộn, nó đi đâu á. Và chính bản thân của cái người mà xảy ra chuyện đó, họ cũng bất ngờ với chính họ. Tự nhiên nó rụng lạ lắm. Rồi rụng mình không bao giờ mình tưởng được. Có những chuyện mình nói thiệt, cái tu 8.000 kiếp không biết cái này tôi gỡ ra được không á. Vậy đó mà sau khi ngộ rồi nó mất. Nó mất hẳn, nó làm cho chúng ta tự nhiên tính ra cảm giác là đó mới đúng là đạo. Ngay vậy đó. Đạo mà nó xuất hiện rồi một cái là mỗi chuyện nó đi vào ổn định ở nơi tự tâm của mình. Mình muốn dính mắt lại như cũ, dính mắt cũng không được. Muốn buồn lại như cũ, buồn không được. Kỳ lắm, không có giải thích được cái chuyện này. Thì như vậy là biết mình đã được nhận đạo á. Mình muốn mình không thanh tịnh cũng không được, tại vì mình không có thể động niệm và dính mắt được giống như trước kia. Cho nên là thực sự là khi mình ngộ thật đó là không có nói cái chuyện công phu gì nữa đâu. Ngộ mà còn công phu thêm là biết ngộ ở đâu à. Chứ chưa có ngộ đạo. Thấy một lần là đến một lần thanh tịnh là tuyệt đối, thì cái đó mới là cái thấy đúng. Mở con mắt ra rồi là không có cái chuyện tối hù nữa đâu, tại vì mình lâu nay mình nhắm mình không chịu mở thôi. Nó đơn giản là giống như mắt nhắm mắt mở rồi đó, là sẽ thấy rõ hết mọi thứ mọi điều. Thì tất cả các vị Bồ Tát đều muốn một lần như vậy, tức là nghe lời Phật một lần thôi là thanh tịnh hạnh của Bồ Tát liền. Thật ra là từ cung trời đau lợi đổi liền tại chỗ, làm vua trời đau lợi cũng đổi luôn nữa, chứ không có chuyện chơi đâu.
Và chúng ta không có dứt khoát được như vậy, nỗi lòng của mình nó đi học đạo kiểu mình như bây giờ lâu nay á hả, thì phải dùng cái từ là còn lâu lắm mình mới nhập đạo. Nói cái mít lòng là còn lâu lắm. Bồ Tát phát tâm tinh tấn cần cầu Phật Pháp như vậy, như chỗ đã được nghe mà suy gẫm tu hành. Bồ Tát này khi đã nghe Pháp liền nhiếp tâm an trụ nơi chỗ vắng lặng, suy nghĩ rằng như lời Phật dạy tu hành mới chứng được Phật Pháp, chẳng phải chỉ miệng nói mà thanh tịnh được. Nói đây chúng ta mới nhớ là cái thời, chúng ta dùng là cái thời của Đức Phật. Sau cái buổi giảng của Đức Phật đó, chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh Nguyên Thủy đó, mà mình thấy có đôi khi mình không có gì, không có kiên nhẫn lắm thì mình đọc không hết cái quyển kinh Nguyên Thủy đâu. Tại vì lặp đi rồi lặp lại ít lắm là 3 lần. Trong kinh chép lại là 3 lần, nhưng mà có khi có những đoạn mà ngày xưa Đức Phật nói qua 3 lần mà không thuộc hết, Đức Phật sẽ nói thêm 1 lần hoặc là 2 lần nữa. Tại ra trong đời một thời Pháp của Đức Phật á, một vấn đề Đức Phật nói qua, Đức Phật nhìn chúng, Đức Phật có một cái khác biệt với các vị khác ở chỗ này, là người nào thuộc, người nào không thuộc là Đức Phật nói qua 1 lần Đức Phật sẽ thấy. Xong Đức Phật lặp lại lần thứ 2 câu này, thì số chúng đã thuộc hơn phân nữa. Đức Phật nói 1 lần nữa, toàn chúng thuộc rồi, dừng nói qua, vấn đề kế tiếp. Như vậy tin nữa, 3 lần là nhiều ha. Tệ lắm là lần thứ 4 còn sót đâu đó có người, 2 người không thuộc Đức Phật. Nói thêm 1 lần nữa. Mà đa phần trong kinh gọi là viết lại đó thì đều viết 3 lần, chứ gần như ít có quyển kinh Nguyên Thủy nào viết một vấn đề 1 lần cả. Nhưng mà không phải 3 lần đâu, tôi biết có những gần 4 lần, 5 lần, có những cái đoạn rất khó Đức Phật phải lọc lại lần thứ 5 là tất cả những người nghe từ xuất gia cho tới tại gia đều phải thuộc lòng. Không có cái thời Pháp nào của Đức Phật mà chúng tăng, chúng ni và Phật tử không thuộc lòng, đặc biệt nhất là chúng tăng và chúng ni. Thuộc hết. Các vị La Hán thì không bàn rồi, các vị La Hán là Đức Phật nói qua một cái là nhớ sạch rồi, không có cần nói. A Nan chỉ còn 1 lần thôi. Đó thì như vậy là sau khi thuộc lời của Đức Phật rồi, các vị tỳ kheo ở trong kinh thỉnh thoảng thì sau cái thời thuyết pháp thọ trai xong rồi, Đức Phật nói này các tỳ kheo, đây là bờ suối, đây là những cội cây, các ông hãy thực hiện những lời ta vừa dạy. Thì tất cả các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni và cư sĩ đều ngồi để ôn, dùng cái từ là ôn đi, ôn lại, nhớ lại từng lời của Đức Phật. Và quý vị thấy cái nhớ của họ nó khác với cái nhớ của mình. Tức là mình nhớ là mình sẽ thực hiện đúng cái điều Đức Phật đã nói, chứ không phải nhớ là nhớ qua tâm thức, không có chuyện đó nữa. Cái cách dạy của Đức Phật nó rất là khoa học. Tức là cái giáo dục mà từ cái thời xa xưa Đức Phật đã hình thành một cái nền giáo dục đặc biệt. Cho tới giờ phút này nhân loại chưa có học hết cái cách giáo dục đó của Đức Phật, phải nói như vậy. Cách giáo dục rất hoàn thiện, kết quả ngay nơi trường lớp và sẽ thực hiện cái học, cái hiểu ngay trong ngày hôm đó. Thì hết ngày hôm đó Đức Phật thấy chúng tăng hơn 50-70% đã thực hiện được lời Đức Phật dạy, thì ngày hôm sau Đức Phật mới giảng thêm một bài mới. Rất đặc biệt là có khi 100% chúng tỳ kheo đều thực hiện được. Chúng ta dùng cái từ là thực hiện được, tức là tu tập đúng như cái mà Đức Phật đã dạy trong ngày hôm đó, là tất cả tăng chúng ni chúng đều phải tu tập được. Chứ không có được bỏ qua, không có được bỏ qua cái bài học nào hết. Vì như vậy là Đức Phật nhìn thấy trong cái hàng đệ tử của mình những cái gì mà Đức Phật đã được dạy trong công phu, với những người căn cơ đó phải chứng tới đó.
Đức Phật thấy rất rõ những người gần chứng A-la-hán nói bài đó chứng A-la-hán, gần chứng A-na-hàm nói bài đó chứng A-na-hàm, gần chứng Tư-đà-hàm nói bài đó chứng Tư-đà-hàm, gần chứng Tu-đà-hoàng nói bài đó để chứng Tu-đà-hoàng, là rất rõ ràng cái bài đó là người nào chứng tới đâu là Đức Phật đều thấy rõ, biết rõ. Nó là tuệ của Đức Phật ngày xưa là như vậy. Và chúng tăng thực hiện rất đúng những cái điều đó. Cũng là một cái bài đó, cũng là bài đó, nhưng mà bốn cái tầng bậc thánh xảy ra khác nhau khi một người đã nghe. Rõ như vậy, rất rõ như vậy. Và như vậy là xong bài đó, người tu đà hoàng, người chứng tu đà hoàng, tu đà hàm, người chứng A-na-hàm, người chứng A-la-hán rõ ràng trong một cái thời gian. Có khi chứng tại chỗ, có khi hành trì sau một đêm đã chứng. Và hôm sau, nếu có cái buổi thưa hỏi chúng tăng, được Đức nhận xác nhận quả vị nào, Đức Phật sẽ xác nhận quả vị cho từng người một. Không có được, chấm thi ngay tại chỗ. Không có một giáo sư nào có khả năng nữa. Trong lịch sử giáo hóa của nhân loại rất hiếm có một cái vị giáo chủ nào có khả năng đó. Nói về mặt giáo dục, tức là muốn người đệ tử mình như thế nào thì người đệ tử mình phải như thế đó, chứ không có chạy đường nào khác đó. Đức Phật rất là rõ ràng trong cái việc mà dạy tu của Ngài. Cho nên hiếm lắm, nếu mà mình hiểu được cái cách mà giáo dục giáo hóa của Đức Phật trong ngày xưa là hiếm lắm, chứ không có đơn giản đâu. Không dễ gì có một vị giáo chủ thứ hai, không có trên đời này, là chức phát là không rồi, chưa biết tới năm nào mới có được. Cái vị Bồ Tát không có khả năng này đâu, các vị Thánh A-la-hán cũng không có, chỉ có Đức Phật mới có cái năng lực đó thôi. Đó được gọi là năng lực Phật đó. Kinh khủng như vậy. Cho nên ở đây các vị Bồ Tát có học Phật thì liền nhiếp tâm an trụ, rồi tìm nơi vắng vẻ như lời Đức Phật dạy mà tu hành. Đây là rất là đúng pháp. Đây là cái cách nói rất đúng, rất phù hợp với cái thời của Đức Phật. Không có một vị tăng nào, không có một vị ni nào sau thời pháp Đức Phật mà không tự tìm chỗ yên để ôn lại những lời Đức Phật đã dạy và hành những lời Đức Phật, thực hiện cái lời Đức Phật dạy của ngày hôm đó không bỏ sót. Có nhiều thị và phải dùng cái từ là căn cơ kém, hiểu không? Thì ngồi đó tụng ra tiếng luôn. Nếu Phật dạy này các tỳ kheo, cái này điều thứ nhất là cái gì, điều thứ hai là cái gì, thì ông cũng này các tỳ kheo điều hôm nay ta nói lại gì gì đó cũng tụng ra tiếng vậy luôn. Và nó đọc đi đọc lại để huân sâu ở trong tâm thức, để nhớ rõ, nhớ sâu, thật là sâu những điều Đức Phật dạy để có thể hành trì cho được. Nếu như mà đọc thuộc rồi mà không hành trì được thì các vị đọc tới đọc lưu hoài. Đọc hoài trong cái suốt cái đêm đó cũng phải thức để đọc, có nhiều người như vậy. Cho tới sáng hôm sau cảm giác là mình đã thông suốt cái điều Đức Phật dạy. Tức là ngoài cái việc hiểu và thông suốt lời Đức Phật dạy, còn có khả năng thực hành được như điều Đức Phật muốn. Cả hai cái điều đó phải xảy ra đối với một cái vị tỳ kheo trong thời của Đức Phật. Nó có đơn giản như mình học bây giờ, học được thì được, nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi. Không nhớ thì mốt coi lại để nhớ, coi lại chưa chắc nhớ. Vừa coi mở màn hình trên coi dưới này quýnh bài tứ sắc không chừng. Không có dễ gì. Nó không tập trung, nó không tập trung. Cái kiểu của mình là như vậy. Cho nên là cái khả năng mà gọi là thâm nhập đó, để cho Phật Pháp nó ngấm vào tâm của mình đó, là mình chưa có đủ mở toang cánh cửa đó ra. Tôi nói tới nó lùi hoài là mình chưa có mở toang cánh cửa đó ra. Chớ mở toang rồi là gió Phật Pháp ào ào thổi vô thì mình mới mở toang. Thế là nói câu gì, nói lời gì, nói cách gì, nói kiểu gì, mình cũng nghe Phật Pháp ở trong đó hết. Kiểu của mình nó vậy đó, đến hồi mà mình không phải là mình bệnh thiền đó, mà nói mình nghe câu nào cũng thành thiền hết á. Cái kiểu nó vậy là coi như mình đã có ngấm. Còn khi mình chưa có ngấm á, thì mình thấy học thiền nó bình thường nha. Quý vị mà sau này quý vị tham dự mấy lớp thiền, những cái gọi là cái gì,
hỏi đáp thiền á, vấn đáp thiền á, nó hứng lắm. Quý vị mà đọc sách thiền bây giờ thử một cái vài quyển sách về thiền Trung Hoa Chư Trường Đức Hành Trạng hay cái gì về thiền á, mà quý vị mà đọc mà cảm giác mà mình bị sôi máu á ha, rồi đó bắt đầu rồi đó. Nó ngộ lắm, mình đang phải nói là giống như chìm xuồng á. Nó nặng nề nhiều thứ lắm. Rồi công phu nó cũng bắt đầu lơ lơ, nó không còn hứng khởi nữa. Đọc một câu chuyện thiền thôi là máu nó sôi trở lại. Tôi dùng cái từ là máu sôi thiệt á, y như là cái bình nước mà nó nguội đun trên lửa 100 độ vậy đó. Cái gì thấy hứng khởi rồi cái gì đó nó lạ lắm, không có diễn tả hết cái đó. Nhưng mà đó, cứ mỗi một lần mà nó nguội là được nung nấu bởi một câu chuyện thiền. Không cần đọc nhiều, đừng đọc nhiều, một hai câu thôi. Một hai câu chuyện thiền của một vị tổ sư, thiền sư nào đó, mình cảm giác bị nóng lên là biết mình đã có ngắm Phật Pháp đó. Còn không, mình đọc mình cảm thấy bình thường, đọc hết quyển Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng cái mình thấy mình cũng lạnh ngắt, là biết là không có gì. Cho nên nếu mà mình nghe một cái điều gì của Phật dạy á, mà mình không có bỏ công sức ra để hành trì, thì này nói thì nó nghe mới lòng, chứ chúng ta chưa có đủ cái đức tin đối với Đức Phật đó. Chúng ta không đủ đức tin. Cho nên Phật nói mình không đem hết tâm huyết ra để mình hành. Ví dụ như bây giờ một ông thầy dạy trong cái lớp đó, mình dạy cơ khí thôi, thì ông nói là cái con ốc này phải dặn theo cái chiều nào và dặn bao nhiêu lần nó mới tới, và khi nó cứng tay rồi phải dặn như thế nào đó, là mình cong xương sống mình dặn, đúng không? Chuyện chút vậy thôi. Mình hành trì liền có nghĩa là mình tin rằng ông thầy này chỉ cách này nó đúng, làm cách này hiệu quả, cho nên mình làm liền, đúng không? Nhưng mà học Phật mình có làm vậy không ta? Hỏi lại coi mình có làm vậy không? Không có, không có. Do đó cái kinh nghiệm thực tế để sống trong đạo á là chúng ta không có. Nhưng mà nghe thì nghe đủ thứ, học thì học không thiếu cái món nào. À, nếu mà chịu mà phải sổ một cái là thôi thôi, còn hơn là gì nữa không biết. Người ta chỉ có nước sợ mình bỏ chạy thôi, chứ nếu mà chịu ngồi nghe thì mình sẽ nói tiếp. Cái kiểu nó vậy đó. Nhưng mà hạnh gì thì để mai mốt rồi tính. Mai mốt có dịp tôi tu tôi sẽ nói. Còn giờ là đang nói lý thuyết. Kiểu như mình là gì đó. Cái thứ gì cũng biết hết đó. Không phải giống người xưa học đạo. Ở trên đây mình nói để mình so sánh là người xưa học đạo nó khác mình. Và chính nhờ người xưa sau khi nghe Đức Phật là tìm chỗ vắng để có thể thực hiện lời của Đức Phật dạy, cho nên họ đạt được những điều Đức Phật muốn, họ chứng được những pháp Đức Phật dạy. Còn mình không có cái điều này, mình không làm được điều này. Tôi mơ ước có một cái chỗ đúng môi trường, có một thiền viện thật là đúng môi trường tu. Và rõ ràng là tôi sẽ lập lại cái chương trình học cái thời Đức Phật. Bữa nay dạy cái đó thì cái lớp đó mà không hành đó, thì cái lớp đó không được học nữa. Tôi 3 ngày 7 ngày kể mấy người, người nào hành trì và nói được cái điều mà đã được học ngày hôm trước một cách ngọt ngào, thành công, mỹ mãn thì đưa qua lớp kia được học tiếp. Có nghĩa là được sàng lọc bởi sự nắm bắt trong cái sự hiểu biết và sự thành tựu trong công phu của vấn đề đó thì mới được học nữa, chứ học nữa làm gì. Bây giờ mình cần cái gì? Mình cần tu chứng, cần thâm nhập Phật đạo như những cái điều Đức Phật dạy, chứ chúng ta không có cần cái khác. Do đó chúng ta có cái phương cách để làm là chúng ta phải làm cho kỳ được, để chúng ta thâm nhập được cái cảnh giới đó. Thì đó mới là trường thiền tu tập đúng cái nghĩa của đạo Phật. Chứ bây giờ học nhiều quá tôi thấy ai cũng giỏi hết trơn.
lý thuyết thì thôi, nghiên cứu ban ngày là nghe một số bài giảng, ban đêm lên mạng nghe, bây giờ điều kiện học đạo nó nhiều. Nhưng mà mục đích là gì? Để lấp đầy kiến thức. Ngoài ra là chúng ta không có muốn làm cái gì, muốn gọi là nghiên cứu đạo Phật mà nghiên cứu mà tôi chóc á, 80.000 kiếp sau chưa biết được cái gì rõ, mặc dù học hết chữ nghĩa. Đó là một sự thật. Khi chúng ta đi vào chuyên môn một lần, chúng ta mới thấy là đúng là nghìn trùng khác biệt với sự hiểu biết. Chúng ta dùng cái từ là nghìn trùng khác biệt, không có thể giống, nó không giống, lý thuyết nó là như vậy. Nhưng mà khi dụng công nó sẽ mở ra. Thì như nãy mình nói là tùy theo căn cơ nào nó sẽ mở căn cơ đó đó. Nếu mình chưa có chứng quả gì thì khi mình thực hành mình sẽ chứng quả vị đầu tiên của Thánh Tu Đà Hoàng liền. Và sau khi chứng Thánh Tu Đà Hoàng cũng là bài đó, có cái mình ngắm nghĩ, mình thực hành, mình thiền định rồi có thể chứng được quả Tu Đà Hàm. Tiếp tục. Cũng là một lời đó thôi. Thì như vậy là mới biết mình bắt đầu thâm nhập Phật Đạo. Còn không là mình là cái người nghiên tầm, nghiên cứu, chứ mình không phải là người tu. Người tu nó có một cái tính cách khác hoàn toàn. Mỗi một chuyện xảy ra với mình, ví dụ như mình đang tu, mình đang gọi là gì, quán nhân quả. Một chuyện xảy ra mà nếu như mình không có thấu suốt cái nhân cái quả của nó thì mình phải nên ngồi lại ở đâu đó riêng để mình nghiệm cái chuyện này, nhiều góc độ của nhân quả. Đương nhiên là mình giờ là mình mò chứ mình không thấy đâu, nhưng ít lắm thì mình cũng kiến giải được cái chuyện xảy ra của mình là thuộc cái dạng nhân quả nào, lý do gì. Và khi nó đến với mình như vậy, mình bằng cái tâm thái đó nó còn làm cho mình bất an hay là nó hết, và mình còn tạo cái nhân mới nữa để tạo cái quả nữa hay không, hay là ngang đây nó dừng, thì chính bản thân mình phải trả lời được những câu hỏi nhỏ đó. Đối với tôi đó là những câu hỏi nhỏ. Bây giờ chuyện xảy ra xong rồi thôi à, giận người ta xong cái thôi, buồn người ta xong cái thôi, thương người ta xong cái thôi, vậy là thôi. Mình có biết cái gì ngoài cái giận, cái thương, cái buồn, cái ghét đó không? Mình có bao giờ đắn đo tại sao mình phải buồn với cái chuyện này không? Và chuyện này buồn tới đây nó chấm dứt chưa hay là nó còn nữa? Mình có bao giờ mình đặt câu hỏi đó không? Chưa, chúng ta học nhân quả, chúng ta chưa có một lần mất công như vậy đúng không? Đối với chúng tôi là mất công đó. Nhưng quý vị phải làm ơn mất công giùm mình. Vô thường cũng vậy. Rồi chúng ta quán nhân duyên cũng vậy. Ví dụ như mình dành một tuần để quán nhân duyên, thì ví dụ như mình thấy cái hoa nó nở trước mặt mình ấy. Bây giờ quán nhân duyên quán làm sao? Mình sẽ nhìn theo cái nhìn của nhân duyên, duyên hợp, tức là nhiều cái nó hợp lại để thành cái hoa này. Thì cái này là từng cánh hoa, ví dụ vậy. Rồi là mỗi cánh hoa nhỏ nhỏ, nhỏ nó đứng trong, đứng ngoài, đứng bên phải, bên trái, nó xoay thành hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình than gì đó. Rồi ví dụ mình tưởng tượng mình gắn thêm cánh nữa như thế nào, mình gỡ ra cánh như thế nào, tức là nhân duyên. Nhân duyên như vậy nó đã đủ chưa hay là nó đã thiếu? Rồi nguyên nhân nào nó có mặt ở đây? Ví dụ vậy mình phải, mình ngồi mình đem cái lý duyên khởi ra. Đủ duyên thì nó hội tụ, không đủ duyên thì nó bắt đầu nó ly tán. Thì nó ly tán cái kiểu gì? Sau khi ly tán thì nó thành cái gì hay là nó mất luôn? Ví dụ vậy mình phải suy nghiệm của một cái sự vật, sự việc theo cái chiều nhìn của nhân duyên. Mỗi ngày nghĩ một kiểu, mỗi một chuyện nghĩ một kiểu, mình suy theo chiều thuận, suy theo chiều nghịch để mình phản biện nó vân vân, để mình hiểu nhân duyên của một chuyện giùm đi. Chúng ta phải chịu khó mở nhiều cánh cửa cho mình. Đó, bây giờ mở cánh cửa nhân duyên thì bắt đầu đụng cái chuyện gì mình cũng đem nhân duyên ra để mình phân tích, hiểu không? Đụng cánh cửa nhân quả, cái chuyện gì tôi cũng đem nhân quả ra phân tích.
Đụng cánh cửa vô thường, đụng cái chuyện gì tôi cũng đem vô thường ra tôi phân tích. Phân tích theo chiều thuận, chiều nghịch, xuôi theo nó, phản biện ngược lại. Nếu không có nó, không có cái này, không có cái kia, không có cái nọ thì nó như thế nào, vân vân. Tất cả mọi cái đều được mình quán theo cái chiều thuận nghịch của chính nó. Để khi nói tới nhân duyên, ít nhiều gì mình cũng đã từng mất thời gian để quân quán nó rồi. Thì ít lắm là mình cũng phải có một số kiến thức, kiến giải do chính bản thân mình đã đặt tâm của mình vào cái lý luận đó mới nói chuyện khác nữa. Chứ còn chúng ta cũng học vô thường quá trời, có ai rảnh ngồi quán không? Ví dụ như bây giờ mình hớp miếng nước hay hớp miếng nước vô, nhìn theo cái nhìn vô thường thì nó thế nào? Cho rằng hớp nước nóng hoặc mình hớp nước lạnh vô miệng mình ngậm hồi thì nóng nó cũng dịu xuống, lạnh nó cũng dịu xuống, đúng không? Đó, và bây giờ mình hớp qua cổ họng rồi nó mát như thế nào, rồi nó đi tới đâu, nếu như ngang đây nó dừng lại nó không vô thường, mới tới cái gì đó rốc giọng mình cái nó động lại, nó không chịu chảy vô nữa thì nghẹt họng rồi sặc rồi ho hay gì đại khái vậy. Mình cũng làm cho đủ kiểu đi, uống nước cho nó trơn, uống nước cho nó mắc nghẹn, uống nước cho nó sặc ho, đủ hết tất cả mọi cái rồi mình hiểu ra vô thường. Chứ thôi mình không hiểu, uống nuốt cái ực xong chuyện, đi vô tới đâu nó làm chuyện gì, nó ra làm sao, rồi lúc nào nó ra, nó thâm nhập vô tế bào nào, nó làm, nó cân bằng nhiệt độ chỗ nào, nó cung cấp dưỡng khí, dưỡng chất gì đó cho cái tế bào nó dùng nào, và nó sẽ tiếp diễn như thế nào, nó ra làm sao. Tức là chúng ta phải quán cho tận cùng của nó, tới mà nó vượt quá cái khả năng mà gọi là chiêm nghiệm thấy biết của mình thì thôi, dừng lại hôm nay, mai quán tiếp, mai uống nước cho sạch. Con nói sặc cái kiểu gì, nó ra làm sao. Tất cả mọi thứ đều được chúng ta chiêm nghiệm. Thì mình mới hiểu được cái lời Đức Phật dạy nó sâu. Chứ còn mình đọc lớt lớt, cái mình xưa giờ mình gọi là lớt lớt, phớt phớt ở đâu ở ngoài á, chúng ta chưa có ngắm nổi đâu. Mà học đạo đó chừng nào Phật đạo mới ngắm sâu vô tâm của mình. Cho nên cái người học đạo mà làm sao á, là vì nó phải ngắm vô trong từng tế bào của mình á. Tới nó ngủ nằm mộng nửa đêm, nếu mình quán vô thường chưa xong, nó nằm mộng nửa đêm thức dậy cũng đem vô thường ra để nói chuyện. Giật mình thức dậy là vô thường hiện ra đó. Bây giờ là thức giấc nửa đêm, tại sao vậy? Bình thường mình ngủ sâu, bây giờ mình ngủ không sâu, ví dụ vậy. Với tìm ra được cái nguyên nhân của cái vô thường, làm sao nó tác động, rồi bây giờ mình phải như thế này. À, khi nào mình quán xong hết vô thường, mình cảm giác là lý vô thường mình đã vững rồi, đã thông hết mọi mặt, mọi phương diện, mọi ngóc ngách của vô thường rồi. Bây giờ tới nhân quả nè, đó. Đụng chuyện gì cũng sách nhân quả rồi, quán sáng trưa chiều tối thì tôi cũng cần biết, tôi đang chơi với nhân quả. Thì vì bằng kiến thức, bằng công phu, bằng trí tuệ của mình để mình soi chiếu về nhân quả, thì hy vọng mình mới đi sâu được. Chứ nếu không chúng ta học đạo thì không phải là chúng ta không có điều kiện, nhưng mà mình không có toàn tâm toàn ý vào những điều Đức Phật dạy. Tức là mình không bắt chước người xưa để học đạo. Người xưa học đạo tuyệt vời ở cái chỗ đó không? Khi nghe Phật Pháp liền nhiếp tâm an tịnh, tìm một nơi vắng vẻ, rồi bắt đầu suy nghĩ những lời Đức Phật dạy mà tu hành, mới chứng được cái điều đó. Dễ sợ không? Chứng được Phật Pháp đó không phải chỉ nghe bằng miệng nói mà được thanh tịnh. Khẳng định rõ ràng là lời nói là lời thanh tịnh rồi. Ví dụ như một câu để phá vỡ mình, để mình thanh tịnh nha, cái đó là cái mức độ cao. Mình thấy rõ ràng mình thanh tịnh, mình không vướng mắc rồi, bây giờ bắt đầu làm cái gì? Đối với gì á? Kiếm chỗ núp, không có. Khi mà đã thanh tịnh rồi là chơi ngược lại, đụng lại với những cái gì mà mình đã nhiễm nhất ngày xưa, mình cảm giác mình tháo không ra. Dám không? Cái này tôi hỏi thiệt có dám không? Nếu không dám vậy thì không thấy sức tự tại của cái đạo thanh tịnh này đâu. Mà không phải một lần mà phải nhiều lần, phải tràn ngập ở trong đó để mình gọi là chìm đắm thực sự gấp 5, gấp 10 lần, gấp 100 lần trước kia luôn. Mình thấy rõ ràng không có dính thiệt, lúc đó mới được quyền nói đạo Phật tự tại. Còn chưa có như vậy nói hả là lý thuyết,
lý thuyết. Bây giờ người tu là lìa bỏ tất cả, đúng không? Cho tới một ngày mình thấy mình không còn dính cái gì thì bắt đầu ngược lại là mình trở thành thích đủ thứ, thứ gì cũng thích. Để có dính không? Nếu mà tất cả những cái điều chúng ta thích mà chúng ta có mà mình không dính thì lúc đó mới nói chuyện, chứ đừng có nói chuyện chơi. Đương nhiên là trí tuệ, cái thấy biết của mình biết mình không có dính. Và điều đó ai chứng minh được cho mình? Có những cái đạo lý mà không có thầy tổ để chứng minh. Đương nhiên là mình rà lại tất cả những cái lý luận của những cái bộ kinh chuyên môn, chuyên sâu của Đại Thừa, phát triển cổ nguyên thủy, tất cả mọi thứ mình thấy gần như là tuyệt đối khế ứng. Thì đó là chứng minh bằng những cái lời của Đức Phật dạy xong. Nhưng mà năng lực đó nó được cái gì cho bản thân mình? Lúc đó mới bắt đầu nói chuyện thuận nghịch này nè. Được cái gì? Lý luận là coi như trôi rồi đó, cái gì cũng trôi hết rồi đó. Nhưng mà đụng tới mình trôi không? Không đem kiến thức ra mà ô tô ma tích không dính thì mình lúc đó mới nói chuyện. Chứ còn bây giờ mình làm thử coi dính không, tức là mình có thái độ để mình coi nó dính hay không, thì cũng không phải đâu, không phải như vậy đâu. Không phải nói là mình làm để mình thử mình, nhưng mà thực sự là trong đời sống, tất cả những sự việc xảy ra hồi xưa mình cũng vô tình mình dính cứng ngắc. Bây giờ tất cả những cái vô tình đó đến với mình, nó làm sao? Và nó tự vượt thoát một cách ngoạn mục thì mình biết mình cái sức tự tại nó đạt đến cảnh giới tự nhiên vượt thoát. Còn để chủ động đi thử là không phải đâu. Nhiều người thử chủ động thử tôi gặp rồi, tiêu hết rồi. Chủ động là trước sau cũng dèm xuồng. Không phải như vậy, không phải cái chuyện đi thử như vậy. Như vậy là mình là cái người học đạo phải nghiệm, thực nghiệm cái lời của Đức Phật dạy đến khi mình chứng được Phật đạo mà chính Đức Phật đã dạy. Chứ không phải lời nói suông. Chúng ta phải thấy rõ đây là một lời khẳng định, chẳng phải chỉ miệng nói mà thanh tịnh được đâu. Không có cái chuyện miệng nói mà thanh tịnh được đâu. Nó phải là một cái sức sống vượt thoát thanh tịnh tuyệt đối, một cách tự nhiên, như nhiên vượt thoát, chứ không có cái hành động, cái công phu gì kèm theo. Đụng chuyện mà mình có một tác ý gì để mình không dính, biết rằng mình chưa phải là người vượt thoát tự nhiên. Vượt thoát tự nhiên nó rất là tự nhiên, mà không bao giờ có cái gì ràng buộc lại mình. Thì lúc đó mình mới hoàn toàn tự tại. Chứ không phải tự tại là mình muốn đụng cái gì mình đụng mà nó không dính nhiễm, không phải vậy. Lúc muốn là lúc dính. Rồi lúc chán rút lui nói mình không dính, không phải cái chuyện này. Mà mọi thứ đều rất rất là tự nhiên. Và chúng ta sẽ hay ra được một điều nữa là gì? Khi chúng ta thay đổi cái thấy biết rồi á, thì đối với tôi dùng từ là gì? Nó có giống như có một cái sự an bài lạ kỳ lắm. Đương nhiên là sự an bài để cho mình thấm sâu trong Phật đạo. Nhưng mà mình thấy toàn là những cái chuyện mà gọi là thử thách đó. Cho mình đụng những cái chuyện mà sẹt lửa, trước kia nó không có như vậy đâu. Trước khi mình nhận đạo, chuyện này không bao giờ xảy ra. Vì mà sau khi mình nhận đạo thì nó xảy ra mà mình cũng bất ngờ luôn. Mình cũng không chuẩn bị kịp cái gì hết luôn. Mà lúc đó mình vượt một cách rất là nhẹ nhàng, mình mới thấy đúng là không có đạo thì mình chết chắc 100% luôn. Thì mới thấy là cái sức vượt thoát của đạo Phật như thế nào trong cuộc sống. Nói trong đời thường thôi á. Lúc đó mình mới giật mình thấy nếu mà không có đạo thì tiêu đời rồi, tiêu. Mà không phải một chuyện đâu mà hàng ngàn chuyện xảy ra như vậy để coi mình thấy thiệt hay là thấy giả. Khi mà mình tuyên bố mình thấy đạo rồi là thôi thôi đi, đừng có suy nghĩ tới những chuyện khó xảy ra. Những chuyện là chết người có 1000 kiếp không, chứ không phải chết lận kiếp đâu. Thì để thấy rằng là
mình có hành trì đúng lời Đức Phật dạy, có chứng được cái Phật pháp Đức Phật dạy hay không, chứ đừng có nói chuyện lý thuyết. Đây là một sự thật của những người có tu, họ nói rất rõ ràng là khi nghe lời Đức Phật dạy, nhiếp tâm an tịnh để an trụ nơi vắng vẻ, suy nghĩ là những lời Phật dạy, tu hành chứng được Phật pháp của Đức Phật, chứ chẳng phải cái miệng nói thanh tịnh mà được. Đây là một câu nói của một người có kinh nghiệm. Và thực tế là như vậy. Nếu chúng ta không có tu thì mình không cần bàn. Nhưng mà nếu chúng ta tu mà chúng ta học cái điều gì của Đức Phật mà chúng ta bỏ qua, rõ ràng là mình không có đủ, không có toàn tâm toàn ý tin lời Phật dạy. Mà hình như chúng ta bỏ qua nhiều quá, bỏ qua quá nhiều kể từ khi chúng ta biết đạo Phật cho tới giờ phút này. Chính vì vậy mà một lần mà chúng ta lướt qua, một lần chúng ta coi thường, mình nói mình rất là kính cẩn, mình ngồi nghiêm túc, mình nghe được, mình nghe rất là kỹ, nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mà mình không có thành tựu được cái công phu đó, thì mình xem như là mình lướt qua, chứ không có đơn giản đâu. Giống như là cái gì? Giống như phương pháp dưỡng sinh là nói ăn số 7 được gọi là cân bằng máu huyết, rồi để sức khỏe nó được cân bằng trở lại này nó kia. Đó là lý thuyết và gần như ai nghe cũng có thể hiểu. Nhưng mà mấy người ăn số 7 để có kết quả? Đã kiếm không ra mấy người rồi đổ thừa là thế này, đổ thừa thế kia, đổ thừa thế nọ, đúng không? Thực sự người ăn đúng sẽ cân bằng lại mọi thứ. Nhưng mà mấy ai ăn đúng để cân bằng? Là kiếm không ra. Thì vậy là cuối cùng chúng ta nghe, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể gật đầu, nhưng mà làm cho đúng thì gần như không kiếm ra người nào. Không kiếm ra được người nào. Đó giống như sáng mình nói về cái vụ mở cửa. Quý vị thấy cái chuyện đơn giản không? Mở cửa nào gió đó thổi vào mà tôi mở tới 8 tháng sau chưa hết luôn, nếu tôi muốn nói nữa. Để thấy rằng mình nhìn bằng cái nhìn của cái sự mở toan, nó khác với cái nhìn của sự co cụm và đóng khung. Mở phải mở tới đâu, mở ra làm sao? Đó. Thì cái nhìn Phật Đạo cũng vậy, cái lời nói Đức Phật thì nghe qua mình chấp nhận liền hả? Mình nói mình tin, mình nói mình hiểu rồi, mình nói mình tin rồi. Mình nói mình cũng có làm rồi, nhưng mà hỏi một câu là làm được tới đâu rồi thì lúc đó mình bắt đầu lúng túng. Có làm chứ không phải là không, nhưng mà được tới đâu thì mình lại lúng túng, có nghĩa là mình chưa có làm. Thành ra kết quả mình không có để mình nói. Chứ có làm bảo đảm hỏi trong giấc chiêm bao tôi cũng trả lời ngon lành nữa. Chứ đừng nói là tôi đang thức, tôi đang ngủ, tôi vừa ngủ rồi vừa trả lời cho nghe chính xác 100 chuyện. Vậy mới được gọi là có làm. Chứ còn không phải suy nghĩ rồi, hỏi trả lời liền, không phải suy nghĩ, không bao giờ suy nghĩ với tất cả những chuyện liên quan tới công phu. Nói tới công phu tu tập là phải như vậy đó, vừa nói trả lời liền là tôi đã có làm. Và cần phải nói đoạn nào, cần phải nói công phu nào mà mình sẽ nói hết. Đã nói tu thiền chứ ngon nói tịnh độ tôi nói cho nghe. Muốn nói tịnh độ sâu cạn cỡ nào tôi nói cho nghe. Rồi mật tông chứng những cái tầng tất địa nào, sử dụng những cái nghi quỷ nào, những cái ấn khế nào. Mặc dù mình không có làm, không có thực hiện cái đó, không có thực hiện nghi quỷ, nghi thức đó. Nhưng đừng có nói là khi mọi người ngộ thiền không biết cái gì là sai lầm. Đừng có nói câu đó là sai lầm. Vì thông thiền là thông tất cả mọi thứ. Đó mới là điều đặc biệt của thiền. Cho nên đạo Phật không cần phải dụng nhiều đâu, không cần. Nếu chúng ta hành đúng pháp, một pháp thôi có thể tôi nói là mở toan mọi cánh cửa mà. Ai mà nói là bây giờ á, nói chuyện với tôi về công phu của tịnh độ và cần phải nói tới chiều sâu cạn để đi sâu vào công phu. Đi bằng cái kiểu công phu gì? Bây giờ lâu nay tôi chưa có giảng, tôi chưa có đụng tới những cái bộ kinh của tịnh độ đâu. Và không phải là hành trì lâu, mà phải nói thẳng là không phải hành trì trong đời này. Chứ không phải hành trì lâu đời này thì tôi không có mất công phu với cái gì hết á. Thiền cũng tu dở chưa từng có luôn.
ngồi thiền không có ra chi ấy. Và tịnh độ cũng vậy, thì cũng trong cái bất ngờ xảy ra đúng một buổi thôi là tôi sẽ hiểu hết bên cái chiều sâu chuyên môn của tịnh độ. Thổi đầu cũng vậy, thổi đầu thì bị mất mấy tháng trời, tại vì cái giai đoạn đầu để mà phá vỡ phải nói là mình gọi là gì ta, nếu mà dùng nhân duyên để sống lại với cái công phu cũ đó thì đúng không? Tại vì hồi đầu không có học thoại đầu, vô tình đọc một câu chuyện cái mình bị rớt vô thoại đầu. Thật ra khi mà đi gặp mấy ông sư thoại đầu, trời nói chuyện vui lắm, tại vì mình quá hiểu mà mất phải 3 tháng thoại đầu. Nó có những cái công phu mà chúng ta không phải tu trong đời này có đâu. Và có những điều chúng ta thấy cũng không cần phải tu, phải học trong đời này mà có đâu. Phải nói như vậy, có những cái mà không do học. Ở đây không đủ sức để dạy những cái điều đó. Có những cái thực sự ở đây không có đủ sức để dạy. Mà khi nói ra thiên hạ ngỡ ngàng, chỉ trừ là những người đã thâm nhập rất là sâu trong công phu Phật đạo thì mới có thể tương thông thôi, chứ còn nói để mà gọi là hiểu một cách tuyệt đối về cái chuyện chuyên môn của đạo Phật thì thực sự là rất khó, khó lắm, không phải dễ. Do đó nếu mà có những người tu chứng, những người thực hiện được những cái điều Đức Phật dạy á, mà một cách rõ ràng á, một bước cơ bản chúng ta phải bước cho được ở trong công phu đó, thì quý vị sẽ thấy những cái bước sau nó dễ lắm. Rất là lạ vậy đó, ngộ lắm, không biết cái Phật pháp mà mình không biết cái kiểu nấc thang nó nằm chỗ nào. Với mình bây giờ là nó dùng từ là nó đang miên man, nó đang mù mịt, không có rõ ràng gì á. Mình có làm chứ không phải là không có, mình cũng nghĩ là mình hành đúng pháp nhưng mà chưa chắc đã đúng. Tới một ngày mà chúng ta thực sự thấy ra được một cái gì đó đúng với chánh pháp rồi á, và cuộc đời chúng ta bắt đầu thay đổi rồi, thì từ đó về sau những cái bước nó không có còn khó nữa. Còn không có thiệt đúng là như con gì đó, như cái chuyện mà người mù rời dôi thiệt luôn. Giai đoạn đầu phải nói là rất là chua. Giai đoạn mà vừa tầm sư học đạo, vừa tầm chân lý thì nó chua lắm quá nhỉ. Hồi xưa tôi ví dụ, đúng là đi trong đêm đen giữa rừng rậm đó, để tìm ánh sáng đó, thì rất là nhiều ánh sáng giữa rừng rậm. Xa xa đâu đó thấy ánh sáng của một con mèo, ánh sáng cặp mắt của một con chồn trong đêm, ánh sáng cặp mắt của một con rắn độc ban đêm, ánh sáng cặp mắt của một con gộp ban đêm, đều có ánh sáng để thu hút chúng ta nếu chúng ta đang mò mẫm trong đó. Và vô tình đi thẳng tới ánh sáng của một con hổ thì dâng mạng cho nó. Mà chúng ta đã từng dâng không biết bao nhiêu mạng trong đêm đen sinh tử rồi. Tại vì tất cả những người hướng dẫn đều cho mình là hay là giỏi là đúng hết á. Chưa bao giờ ông nào nói là tôi dạy này sai đó đừng đi theo, không có đâu. Đã lên gọi là làm, muốn làm giáo chủ thì sẽ có rất là nhiều cái lý luận về cái chuyện của mình là đúng. Cách đây mấy ngày có một cái nhóm cũng liên quan tới Phật tử của mình. Có một đứa bé nhỏ xíu, như là nó mới có 9-10 tuổi gì đó thôi. Đúng là cái gì vừa nhập nó rồi nó cũng nói được một số chuyện. Và có những người lớn nghe nó mới là kỳ cục. Nó mang một cái nhóm người vừa đang làm ăn bỏ,
làm ăn bỏ vợ bỏ con, mấy đứa nhỏ đang học cũng bỏ luôn, đi theo nó, đi núi đi non từ nam mà nó tới bắc tùm lum. Mà cũng may là người đó tự nhiên biết tôi, nhắn tin tôi nói một câu bỏ chạy về, nó cuốn được luôn như vậy luôn. Mà nó là một đứa bé mới mười mấy tuổi rồi nó cuốn nguyên một cái nhóm, mà trong đó là những người quy y đây rồi, đã từng nghe pháp ra rồi mà vẫn bị cuốn. Như vậy là không biết, là đương nhiên là cái duyên của người ta, mà nó nói tốt xấu, nhưng mà những người này là những người đã có cái duyên nghiệp với nó, cho nên nó bị cái sức hút đó. Nói từ nó là đưa đầu vào miệng hùm lại vậy đó. Trong đêm đen sanh tử, chúng ta không phải là không muốn vượt ra, nhưng mà đi đâu về đâu mình có biết đâu, mình hoàn toàn không biết. Duyên phước mình nó đủ lớn thì mình được gọi là kết duyên với chánh pháp sớm hơn, mình không có bị lệch đường lệch lối mất thời gian cuộc đời của mình. Nhưng mà cái duyên phước mình nó kém, mình bị nhiều cái sức hút lắm, nhiều cái ánh sáng giữa đêm thâu giữa rừng rậm, mà giữa đêm thâu rừng rậm biết đâu là ánh sáng đúng. Giữa đêm trường mệt mỏi cần chỗ để nghỉ, thấy ánh sáng mò mò lại tính xin vô nhà nghỉ, vừa mở cửa ra rồi thấy hả họng nuốt luôn rồi, hết cuộc đời. Thật ra cái việc học đạo phải nói thật, khi một cái người họ hiểu biết Phật pháp, họ không có dừng cái việc giáo hóa là gì. Thương các bậc tôn túc, các vị Bồ Tát ở chỗ này, tức là sơ hở một tí là họ sẽ lệch hả tâm của con người mà. Như tập nó dao động không dừng, mà dao động sẽ bị lực hút nào đó cũng không lường trước được. Có những người xuất gia mới bữa trước thấy tỉnh táo đàng hoàng, qua bữa sau thấy khác liền. Nó sụp đổ bởi một cái chuyện gì đó không có đáng. Mấy người tôi gặp, mấy người để vậy, khi mà chúng ta đi học Phật phải nói là cái phước duyên chúng ta lớn. Ngày mà mình khởi động khởi đầu đi học Phật, cái tự nhiên mình được nghe chánh pháp, mình đủ niềm tin chánh pháp, mình không bị thay đổi đó, là đúng là cái phước mình lớn thiệt đó. Còn không có tin thì cũng tin á, nhưng mà nghe chỗ kia cũng tin nữa, rồi nghe chỗ kia cũng tin nữa, đủ thứ chỗ để tin. Vì nhiều cái pháp tu quá rồi, ngày này thì thực hành pháp này, ngày mai mà thực hành pháp kia, ngày kia mà thực hành pháp nọ, ô quá nhiều pháp để tu luôn. Mình tưởng là mình ngon, mình được học nhiều, mình được nhiều nhiều pháp để thực hành, cuối cùng đa sư là hư bệnh, rồi mình cũng không biết bệnh gì để chữa mình luôn. Nó khó là như vậy. Cho nên cái việc học đạo mà ngay từ đầu tôi đã nói là cái lúc mà mình tìm đạo, mình cũng phải chịu khó gạn cái tâm của mình, loại bớt những cái tham tâm, gọi là vượt quá cái phước báo của mình trước cái đi, kiểm soát lại của mình. Mình đến với đạo bằng cái tâm gì, một cách thật là chuẩn, thật là chuẩn, loại trừ hết những cái tà tâm tạp niệm khác, đến với đạo bằng cái tâm thực sự thuần khiết, chậm nhưng mà chắc, không thấy rõ ràng, không hành trì. Quan điểm của tôi rõ ràng như vậy. Khi muốn đi vào công phu gì thì phải thật là rõ ràng đối với công phu đó. Một là cái vị hướng dẫn mình thật là minh bạch rõ ràng. Hai, những cái lý luận trong cái phương pháp đó thật là rõ ràng. Cái thứ ba là nơi mình phải hiểu thật là rõ ràng. Thì lúc đó mới bắt đầu hạ thủ công phu. Còn không đừng có vội, thà là đứng đó đi chứ đừng có đi lệch. Đứng đó đi sẽ có người nắm tay mình dắt đi. Còn mà vội vã để đi lạc đường, không ai biết đường kiếm mình. Công phu đạo Phật nó lạ lắm. Chúng ta học bình thường thì đạo Phật rất là bình thường. Ngõ mỏ tụng kinh qua ngày ăn chay nằm đất gì đó cũng được, không sao hết đó. Đó là những chuyện chơi về hình thức thôi. Nhưng bắt đầu dũng tâm vào công phu thì phải thật là chuẩn xác, chuẩn mực.
không được quyền lệch một mãi tờ thì mới hy vọng là chúng ta đi đúng. Không có đơn giản đâu. Một bước có thể phá vỡ sinh tử, một bước có thể lún sâu vào con đường sinh tử, và phá vỡ thì mọi điều mở toang, lún sâu thì mọi điều càng sâu. Không có khác được. Nó rõ ràng là mặt sáng mặt tối. Cho nên khó. Phải hết sức là, phải nói là hết sức là dè dặt, hết sức là kỹ lưỡng, hết sức là tinh tế, hết sức là rõ ràng, hết sức là minh bạch khi chúng ta đi vào đó. Nếu không dễ bị lệch hướng. Chư Phật tử, lúc Bồ Tát này an trụ nơi pháp quan địa, liền xa lìa dục ác, có giác, có quán, ly dục, sanh hỷ lạc, trụ nơi sơ thiền, diệt giác quán, nhất tâm thanh tịnh không giác quán, định sanh hỷ lạc, trụ nơi nhị thiền, lìa hỷ, trụ nơi xả, có niệm chánh biết thân thọ lạc. Chư Phật đã nói, hay bỏ có niệm thọ lạc, trụ để tam thiền, dứt lạc trước trừ sự khổ mừng lo, diệt bất khổ bất lạc, xả niệm thanh tịnh trụ tứ thiền, siêu tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tượng, chẳng nhớ các thứ tưởng, vào hư không vô biên trụ hư không vô biên xứ, siêu tất cả hư không vô biên xứ, nhập vô biên thức trụ thức vô biên xứ, siêu tất cả thức vô biên xứ, nhập vô thiểu sở hữu trụ vô sở hữu xứ, siêu sức tất cả sở hữu xứ, trụ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Đây chỉ do tùy thuận theo pháp lành, trọn không thích không chấp. Chư Phật tử, Bồ Tát này tâm tùy nơi đức tư duy nhất rộng lớn vô lượng, không oán không đối không chướng không não, đến khắp tất cả chỗ, khắp pháp giới hư không giới, khắp tất cả thế gian, trụ đức bi hỷ xả cũng đều như vậy. Bây giờ bắt đầu nói chuyện của thiền. Lâu nay chúng ta cứ nói lướt qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà đây dùng từ là vị Bồ Tát này đã trụ pháp quan địa, tức là địa thứ ba của thập địa, mà phải trải qua tứ thiền bát định. Xin thưa, hoàn toàn không có trúng cái gì đối với cái tam địa này. Điều này tôi xác nhận trước. Tại vì là sau khi mà trải qua tứ thiền bát định, chứng thánh quả La Hán mới thành Bồ Tát. Đã là Bồ Tát rồi, không có cái chuyện dạo đi dẹo lại cái này. Không có cái vụ mà dẹo đi dẹo lại mấy cái này. Phải xác định rõ ràng như vậy. Cho nên đem tứ thiền gắn vô đây để nói tới tâm địa Bồ Tát là tôi tuyệt đối phản đối. Nếu có những cái mà nó đem những cái điều không có phải đúng cái vị trí của một vị Bồ Tát vào đây thì chúng ta hoàn toàn không chấp nhận. Trước mắt là không chấp nhận cái đó đi. Còn muốn nói mà tứ thiền bát định thì mình cũng sẽ nói lướt qua, để chúng ta có một cái nhìn về tứ thiền bát định trước khi chứng thánh quả A-la-hán. Nó rõ ràng như vậy. Tứ thiền bát định này trước khi chứng thánh quả A-la-hán, chứ không phải là Bồ Tát tam địa, gọi là phát quan địa này. Sơ địa đã qua mất hết mấy ngàn khúc rồi. Khi mà chứng thánh quả A-la-hán là đã lướt qua. Có người là qua tứ thiền. Trong cái bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, chúng ta chỉ thấy là Đức Phật của mình khi chưa thành Phật thì chỉ cũng qua tứ thiền, đúng không? Xong rồi là qua quán tứ đế, chứng thánh quả A-la-hán, chứ không có đi qua bát định. Và rất ít các vị đi qua bát định nữa. Sau khi Đức Phật thành Phật, rất ít các vị A-la-hán qua bát định. Có những người quán tứ diệu đế đã chứng A-la-hán luôn.
Quán Nhân Viên chứng A-la-hán luôn, được Đức Phật khai thị chứng A-la-hán, nghe một bài giảng chứng A-la-hán. Và các ở sau thời Đức Phật thành đạo mà diễn tả lại tám cái định này để đi vào thánh quả A-la-hán rất hiếm. Chúng tôi dùng cái từ là rất hiếm. Tại vì giai đoạn đầu tất cả các hành giả muốn lướt qua những cảnh giới thiền định thì qua tứ thiền là đã đủ. Lúc đó bắt đầu bước vào con đường Phật đạo, quán 12 nhân duyên, quán tứ diệu đế, hoặc quán một cái gì đó để chứng quả A-la-hán thì đó là chuyện rất là dễ dàng. Mà không cần trải qua bát định, theo tôi không cần trải qua bát định, đó là cái nhìn của tôi thôi. Người khác có thể nhìn theo kiểu khác. Như đây mình cũng nói lướt qua, theo cái kiểu văn kinh này, theo cái kiểu văn kinh này. Nhưng tôi xác định lại là con đường bát định này đặt ở đây là sai đối với một người tam địa là phát quan địa, trong thập địa. Đoạn này hoàn toàn không có trong thập địa, tôi khẳng định như vậy luôn. Hiểu không? Nó không có đúng vị trí, là tại vì tứ thiền bát định tức là đạt tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ rồi chứng diệt thọ tưởng định là chứng quả A-la-hán rồi, thì không cần phải trở lại đây để kiếm cái gì ở trong này. Kiếm cái gì ở đây? Mình nói theo cái kiểu văn tự chữ nghĩa chơ, theo cái kiểu này mình được quyền nói. Nhưng mà xác định một lần nữa, tuyệt đối cái con đường tứ thiền bát định này không phải dành cho bậc Tam Địa Bồ Tát, mà là dành cho những người chưa có từng chứng thánh quả nào thì bắt đầu mới đi theo con đường này. Khi chứng thánh quả A-la-hán là tuyệt đối không còn nói chuyện này nữa. Tuyệt đối không cần quay trở lại, không cần ôn trở lại. Vì cái thánh địa của Bồ Tát tuyệt đối vượt xa hơn những cái này nghìn trùng lần. Hồi còn lầm mê trong ngã chấp rồi còn định còn loạn, dứt trừ ngã chấp rồi định loạn không cần bàn nữa. Không cần huống chi chứng quả A-la-hán. Bây giờ bắt đầu vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mất cười. Muốn ăn vàng không được đâu. Cái chịu đó không có để đây được. Nó xác định là một lần rất rõ ràng là ở địa vị tam địa, trong thập địa Bồ Tát không cần phải dụng công trải qua các tầng bậc thiền định này. Vì các vị đã trải qua nó trước khi chứng thánh quả A-la-hán để thành Bồ Tát. Chứng quả A-la-hán rồi sau đó mới thành Bồ Tát. Ngay khi dứt trừ, đạt được cái cảnh giới diệt thọ tưởng định chứng thánh quả A-la-hán rồi thì những cái tầng bậc thiền định này không còn nghĩa lý gì để bàn vô đây. Không có chỗ để đứng, nhưng mà đứng lâu lạnh lẽo không có chỗ và nhét vô đây cho nó ấm ấm. Trật chỗ rồi. Ở đây không có thể dùng cái từ là lúc Bồ Tát này an trụ nó phát quan địa liền xa lìa dục ác là không có được gắn vô. Lúc Bồ Tát ở nơi phát quan địa là xa lìa tất cả những cảnh giới thiền định trước đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không viên xứ, thức viên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi trưởng xứ. Đó, nếu mà nói vậy ra thì đúng á. Tại vì sao? Tại vì chứng quả A-la-hán đâu cần cái này nữa. Cho nên nó là nói một câu cho nó gọn là gì? Lúc các vị Bồ Tát này an trụ nơi pháp quan địa thì đã vượt qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không viên xứ, thức viên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ và chứng nhập diệt thọ tưởng định mới chứng được phát quan địa Bồ Tát. Chứng diệt thọ tưởng định tức là chứng quả A-la-hán rồi nha. Thì phải nói một câu là chứng diệt thọ tưởng định rồi thì sau này mới chứng được phát quan địa Bồ Tát thứ ba. Đó, vậy là hết cái khúc này á. Còn muốn lý giải những cái bậc thiền định này không? Thì mình nói sơ qua. Trong bát định này nếu mà nói cho nó hết, nói cho tận cùng, nói cho cặn kẽ thì rất là mất nhiều thời gian. Như mình mấy bài trước thì mình cũng đã lướt rồi đúng không? Bây giờ mình có thể lướt lại, tại vì những cái này nó cũng không phải là cần nói trong giai đoạn này, cho nên mình không cần mất thời gian nhiều. Thứ nhất là xa lìa dục ác. Thì không phải là mình loại trừ, mình gạt bỏ những cái dục
Những cái chỗ khác nó dùng từ hay gọi là ly dục, ly ác pháp. Ở đây gọi là được dịch là xa lìa cái dục ác cái đó. Dục ác là cái gì? Những cái niệm ác, những cái ham muốn ác. Những cái ham muốn lợi mình mà hại người được xem là ham muốn ác. Mình nghĩa sơ như vậy đi. Những cái nghĩ ở nơi tâm của mình mà chỉ biết lợi cho mình mà hại cho người khác, xem như đó là ham muốn ác. Thì người nào mà ích kỷ lo chuyện riêng tư biết rằng người đó đang dục ác, đúng không? Ví dụ như lên bàn ăn, thấy món nào ăn mình đốt trước, bỏ ăn chén mình, ai ăn gì ăn kệ ai, đó gọi là dục ác. Đương nhiên là không làm cho người ta đói khổ, nhưng mà ta thèm. Ta thèm, ta cũng bất ăn, ta thèm, ta cũng muốn món đó nhưng mà chụp không lợi mình. Đúng không? Đó cũng là cái dục kìa. Ví dụ vô cái phòng liếc qua liếc lại thấy chỗ nào ngồi ngon mình phóng vô mình ngồi trước, quên để mình ngồi chỗ nào kệ đó. Đó những cái niệm mình nó nhỏ vậy đó. Thì đó cũng là cái dục ác. Còn trong công phu cái ham muốn nào mà ngăn trở cái bước đường công phu mình thì xem như là ngăn cái ham muốn đó là cái ham muốn ác. Cái ham muốn nào ngăn trở công phu? Mình nói gọn lại là những cái ham muốn nào mà làm cho cái tâm dao động bất an, hiểu không? Để cho mình xa rời thiền định thì ham muốn được gọi là ham muốn ác. Và người hành giả trước khi nhập sơ thiền thì cái ham muốn để làm cho tâm dao động bất an lặng xuống không còn nữa, được gọi là lìa cái dục ác. Không nói chuyện làm khổ người, không nói làm chuyện bên ngoài nữa, mà tới chuyện mình. Tới chuyện mình là giữ cho mình ở một cái trạng thái tâm, hoặc là không phải giữ mà làm cho trạng thái tâm được nâng lên một cái tầng là không muốn khởi nghĩ những cái dính mắc trần tục để bị bất an dao động nơi tâm nữa, thì được gọi là không còn dục ác, xa lìa dục ác. Xa lìa dục ác có nghĩa là xa lìa sự bất an dao động. Chúng ta nên nhớ gì? Tuy nhiên là người này ở một cái tầng tâm rất là yên ổn, rất là an lạc rồi, mặc dù chưa có nhập vô cái gì hết nha, nhưng mà cảm giác là mình nhẹ nè, cảm giác là mình yên nè, cảm giác là mình an lạc nè, hiểu không? Không còn ác dục nữa là chắc chắn là sẽ an lạc và thanh tịnh. Thì như vậy là trước khi cái hành giả nhập vô sơ thiền là tới cái tầng của cái tâm an lạc và thanh tịnh mà không phải làm cái gì nữa. Không có làm gì nữa. Thứ nhất là rớt vô cái tầng đó cái đã. Cái mình mới thích ngồi thiền. Tại vì ngồi cái nó an, nó yên, nó thanh tịnh. Ngồi an yên thanh tịnh. Và cái an yên thanh tịnh nó hiện ra là mình, tại vì mình ở cái tầng an yên thanh tịnh rồi, mình không muốn chuyện gì khác an yên thanh tịnh. Mất đi cái an yên thanh tịnh coi như ác dục. Muốn cái gì mà làm cho bị bất an để mình không còn an thì coi như là ác dục. Mà dục đó không còn khởi nghĩ nơi tâm nữa, hiện ra cảnh giới tâm an yên và thanh tịnh là khác thường rồi đó. Hơi bắt đầu khác phàm. Người phàm muốn tùm lum, muốn đủ thứ. Bây giờ tới giờ là tôi không muốn gì nữa, tôi muốn yên à. Không muốn yên, muốn đóng cửa, muốn ngồi một mình, muốn ngồi chỗ vắng. Họ không muốn giao tiếp, không muốn nói chuyện, không muốn động tâm, không muốn động niệm, không muốn dính mắc với duyên cảnh. Đó, tất cả những cái không muốn đó được gọi là xa lìa dục ác. Để chúng ta phải hiểu cái từ đó nha. Và tâm mình nó tới cái tầng đó thiệt. Tâm mình nó tới cái tầng đó thiệt. Mình không muốn làm gì, chừng không muốn nói chuyện ai nữa, nữa. Một tin nhắn điện thoại không muốn nhìn vô. Biết rằng hiện cái tên đứa bạn thân mình, kể nó đi. Chút rồi tính thiện cái đã, nói chuyện sau. Kiểu nó vậy đó. Tức là gần như là mình không muốn thấy, không muốn nghe, không biết cái gì, muốn nhận cái chuyện gì để làm cho tâm mình bị dao động nữa. Thì gọi là xa lìa dục ác. Để chuẩn bị nhập định mà. Thì cái tầng tâm này phải hiện ra một cách thực thụ. Nếu mà tầng tâm này chưa hiện ra thì biết mình còn xa với cái sơ thiền lắm, nên biết như vậy. Thứ hai là có giác và có quán, tức là cái yên nhưng mà có cái sự sáng tỏ, có cái sự tỏ rõ, không bị lầm duyên cảnh trong lúc này. Tại vì vừa có cái móng niệm bất an, dao động là mình có cái tuệ giác. Đây có gọi là có giác, có quán rõ ràng, tức là có cái thấy biết rõ ràng, có sự giác ngộ, có sự sáng tỏa nó hiện ra nơi tâm, cho nên không bao giờ lầm nhận bất
kỳ một cái mong niệm nào khác ngoài cái an yên này, không có lầm nữa. Và trong cái trí tuệ quán sát để thấy rõ tâm mình đang an yên mà không có rời sự an yên. Thấy chưa? Thì lúc này mình đến một cái tầng tâm nữa là lìa hẳn cái dục luôn. Lìa hết tất cả cái ham muốn ở trần tục này. Không còn ham muốn bất kỳ một cái điều gì ở đây nữa hết. Không còn muốn ham vui, không còn muốn giao tế luôn nha. Không còn muốn giao thiệp với bạn bè, không có tình cảm qua lại với bất kỳ ai nha. Không có cái chuyện đó xảy ra nơi tâm nữa. Không có, lúc này là chỉ muốn chơi một mình thôi. Cảnh là đẹp, cảnh xấu, người đẹp, người xấu, danh lớn, danh nhỏ, tất cả mọi cái đều lặng dứt ở dưới kia. Chúng ta tự thấy nó rơi rụng ở dưới kia, nó không phải là tầng của mình đang ở. Mình rõ ràng là mình lên một cái tầng khác. Và hết sức nhẹ nhàng, hết sức an lạc, hết sức rộng lặng, hết sức thanh thang, hết sức yên tĩnh. Và ở đây, nhìn lại mình thấy mình danh lợi không dính mình nữa. Chứ không phải bỏ đâu nha, không thấy mình dính cái tiếng khen, tiếng chê gì của ai đó. Và hình sắc hoàn toàn không có, danh lợi không có, tiền tài với mình không có, ăn uống ngủ nghỉ chuyện nhỏ, giờ nhập định sướng hơn. Nhập định sướng hơn ngủ, nhập định sướng hơn ăn, nhẹ lắm. Nó ăn lắm cho nên ăn nặng bụng, hiểu không? Ngủ nó ngu ra, không ngủ. Nó kiểu vậy, tới lúc đó là nó phải thấy tất cả những chuyện này như vậy. Để rồi cái chuyện ngủ nghỉ nó không có còn quan trọng mà ngồi thiền nó mới đã. Kiểu của mình vậy đó, lúc đó là thiền diệt thực pháp hỷ sung mãn rồi đó. Thì vậy là cái tâm của mình nó muốn thiền thôi, nó không muốn cái chuyện khác nữa. Bây giờ nó an quá, nó yên quá, nó thanh tịnh quá và muốn yên chỗ, bất động chỗ, nó không muốn làm hiện trường. Và được bất động. Thì nó rớt vào cái cảnh giới hỷ lạc liền. Khi mà ly dục, ly ác pháp, có giác, có quán, tức là lúc đó cũng thấy rất rõ ràng. Lúc đó tâm mình cũng được mình nhận rõ cái cảnh giới yên ổn, thanh tịnh, an lạc, được mình nhận ra. Mình đang an trụ cái sự an lạc, thanh tịnh, rỗng lặng đó mà mình không dính với bất kỳ cái chuyện gì. Ở sắc thanh hương, vị xúc pháp, tài sắc danh thực thì lúc này tuyệt đối không còn dính ở nơi tâm của mình. Không còn dính nha, mình thấy rõ ràng là không còn dính nha. Tự nhiên mình thấy như là một cái gì nó sụp với chân tuyệt đối, nó sụp đổ tuyệt đối, nó rớt với chân tuyệt đối luôn. Mình rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông ở cái tầng nó không có dính gì với tài sắc danh thực thì sắc thanh hương gì xuất pháp nữa. Chúng ta thấy tuôn đổ thực sự với lòng bàn chân của mình, không còn dính luôn. Mình nhẹ tưng ở trên và cái niềm vui xảy ra chưa từng có trong cuộc đời này. Không có, cuộc đời này không có cái gì vui bằng á. Cái hạnh phúc tận cùng của vợ chồng, của cha con, cái gì tướng số độc đắc thành tỷ phú làm vua gì, không có cho được một mãi tơ với cái chuyện này luôn. Cái hỷ lạc đó nó mênh mông tràn ngập nơi tâm của mình mà không có cái gì chen vô được. Bước vô cảnh giới thiền thứ nhất, sơ thiền. Nhiều thôi là đủ sướng rồi. Chứ nói những cảnh giới khác tới đây là thiệt á. Hết cái thế gian này đổi 2 giây đó thôi tôi cũng không đổi nữa, tin không? Đổi 1 giây cũng không đổi hết cái thế gian này á. Thì quý vị mới thấy cái cảnh giới thiêu thiền nó kinh khủng, nó không phải nói chuyện lý thuyết nữa. Đây không phải là chuyện lý thuyết mà nó là một cái tầng tâm không dính mắt. Mà là nó đã thiếu điều là gây gớm đi đâu rồi đó, chứ không còn ở cõi này nữa. Và rõ ràng đã bước đặt một chân tới tầng trời rồi đó. Thiền định này là vượt khỏi cõi phàm rồi. Để mình thấy rằng mấy ông trời, mấy ông vui khác mình. Mấy ông vui khác phàm. Ba cái chuyện tiền bạc, là danh lợi, là châu báu gì ở đây nó không có nghĩa lý gì hết. Không có nghĩa lý gì so với một mãi mai cái chuyện này trong 1 giây nữa. Không đổi được. Bởi vì khi những người đi sâu thiền định là họ không có màng tới danh lợi là đúng. Tại danh lợi đối với họ nó không có còn nghĩa lý gì nữa. Mình không dám nói từ rơm rác nghe nó mít lòng. Nhưng mà nếu mà xứng được miếng rác để cầm tay chơi cũng cầm. Không có xứng, không có so được miếng rác nữa. Và ở cái cảnh giới giác quán đó, tức là tâm sáng rõ,
chiếu soi để thấy khắp những cái chuyện của dục là những cái chuyện nặng trọc. Hiểu không? Đụng tới cái gì nặng giống như núi Tu Di đè buông ra liền. Ví dụ vừa nhớ tới cái người đẹp của mình hồi trước ấy là nặng lắm, buông xuống cái bịch liền. Không có cái niệm thứ hai đâu. Không có dính thêm được, vừa hiện cái mặt cười có duyên hồi xưa mình đắm đuối giờ rớt xuống bịch liền. Nó kiểu đó vậy, nó rớt xuống tại chỗ. Vì cái núi Tu Di hiện ra để đè mình, nặng như cái núi Tu Di đè, quý vị tưởng tượng như vậy đó. Cho nên người ta không thể tiếp tục cái niệm dục đó được. Lúc đó niệm dục nó là núi đè. Bây giờ niệm dục mình còn quên tới quên lui, thấy, không phải. Cái này là có giác có quán, rõ ràng là cái từ có giác có quán, tức là thấy biết rất rõ ràng. Ở nơi trong sáng, rỗng lặng, yên ổn, thanh tịnh, an lạc của tâm. Và gìn giữ cái thanh tịnh an lạc đó, tiếp tục đi sâu vào thiền định. Đó, cảnh giới thứ nhất của sơ thiền. Cái này á, nó chưa phải là vô công dụng hạnh, nhưng mà cái thằng nào khởi lên nó cũng tự automatic bị buông rất xuống. Hiểu không? Không dính được bất kể một chuyện gì. Hiện ra là thành núi đè, dục mày xuống tao không mắc mớ gì tao mang. Cái kiểu nó vậy đó, cái kiểu nó giống giống vậy đó. Núi hiện ra đè tao, đạp mày bể tao không mang, không có rào chắn với bất kỳ một cái chuyện dính mắc nào trong trần tục nữa. Thiền định nó phải ghê đến mức độ đó. Không có, đừng có hòng đem cái gì nhữ với mấy người này, không có nhữ dính. Không bây giờ dính câu nữa. Dính câu nữa. Thì họ cảm giác họ phơi phới, cảm giác họ nhẹ nhàng, họ cảm giác an lạc, họ cảm giác họ thanh tịnh, cảm giác an yên, cảm giác nó rỗng lặng, cảm giác nó chói sáng, nó không còn bình thường nữa. Lúc này chưa phải là phá sắc ấm gì nha, đây là cảnh giới của thiền định, nó khác cảnh giới phá sắc ấm. Nếu muốn nói thì mình nói chơi, tại vì cái này không phải, nhưng mà vẫn phải nói. Thì đây là bắt đầu là một tầng tâm mới và con người tu thiền định phải lướt qua. Tôi dùng từ là lướt qua, phải đạt tới thì nó cao, và mình lướt nó qua tại vì nó thấp lắm, phải lướt qua trong công phu tu tập. Ở đây là tùy theo cái căn cơ của mình, tôi từ dùng từ là tùy nha. Có khi là mình cũng thọ cái cảnh này hơi bị lâu, lại tại căn cơ mình không có thể vượt dèo được. Thôi tới đây ăn hưởng khúc cũng được rồi. Sơ thiền nó đã lắm, không có cái gì so được cái cõi này. Cho nên hưởng đại từng lễ cũng sao đâu, không có chết đâu, đừng có lo. Cái này là sự đền bù sau bao nhiêu ngàn kiếp công phu, chứ đừng có nói chuyện 100-200 năm đâu. Một cái sự đền bù quá đủ để cho mình an hưởng trong yên tuần này. Nếu mà mốt có tới đây ở lại yên tuần đi, từ từ hả đi, đừng có gấp. Đó thì như vậy là sau khi mà cái cảnh mà nó hỷ lạc, nó là cái niềm vui và sự an lạc, cái vui này nó không có xáo động ở tâm của mình. Vui rất là vui, nhưng mà tâm tuyệt đối yên lặng, gọi là hỷ mà lạc, hỷ mà an, hỷ mà lạc, chứ không phải là sự dao động. Thì bắt đầu bước vào thiền thứ nhất là sơ thiền. Nó mới tới đây thôi là đủ rồi, đủ để có thể là nghiêu ngao giữa giang hồ. Ít lắm nếm mùi này chứ, công phu lâu cực chết. Mà tới đây là phải nếm mùi đó nên khúc đi. Rồi bây giờ giết luôn cái giác quán mới là cao thủ nè. Hồi nãy là giác biết mình rõ ràng mọi chuyện đúng không? Giờ cái giác, cái biết này cũng phải dứt nữa. Tại vì còn thấy cái này, còn thấy cái kia, còn thấy cái nọ. Nhưng bây giờ, một là cái giác quán, tức là có người thấy và cái vật bị thấy, mà cái đang thấy là cái tâm an lạc thanh tịnh của mình. Cái giác quán là cái nhìn, cái thấy, cái trụ, cái giữ cái sự an lạc và thanh tịnh, hiểu chưa? Bây giờ bỏ cái thằng trụ này, bỏ cái thằng soi nhìn này, bỏ cái thằng quán sát này, hoàn toàn không còn có cái thằng thấy và cái vị thấy. Tới đây nó gần như nó nhập vào một cái gì đó mà không phải cái thấy và cái vị thấy. Nhưng mà nó chưa có thoát hẳn, cho nên vẫn còn cái cảnh giới là nhất tâm thanh tịnh mà không có giác, không có quán.
thì lúc này là chỉ còn thuần nhất một cái tâm tuyệt đối thanh tịnh, không có gọi là thấy rõ, biết rõ sự yên ổn, sự an lạc, sự thanh tịnh, muốn gìn giữ cái yên ổn, an lạc, thanh tịnh không có còn nữa. Dứt luôn cái đó đi, thì coi như là cái giác, cái quán hoàn toàn dứt. Cái tầm và cái tứ không còn à, không còn tìm cái gì nữa, tại vì chỉ còn nguyên là cái tâm thôi. Thì lúc này mình chỉ hiện ra một cái tâm duy nhất, và gần như không có cái gì. Và cái tâm duy nhất đó là cái sự an lạc và thanh tịnh. Đây là cái điều mà bắt đầu khó. Khó mà không khó, tới đây rồi thì nó lại không khó. Nếu mình học qua cái này, mình muốn lướt qua luôn một lượt trong một cái thời thiền, qua luôn tới 3-4 cái thiền phía sau là qua, vượt qua tứ thiền luôn, thì cái rẹt trong thời thiền có thể xảy ra. Còn những người không căn cơ là cũng phải mất từ 1 tuần, 2 tuần, 1 tuần, 2 tuần cũng hưởng cái an lạc, cái hỷ lạc kia. Mình không có rời hỷ lạc kia thì mới vô cái thiền này. Rời hỷ lạc kia vô thiền thứ hai là không phải dễ đâu à. Tức là thiền này nó phải bám, để bước vào cái thứ hai nó phải bám, bước vào cái thứ ba, tức là những cái tầng bậc của tâm được gọi là được thăng tiến, từng tầng bậc như vậy. Thì cái giác quán không còn hết nữa, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh hiện ra, sanh một cái tầng hỷ lạc mới. Hồi nãy nó vui quá trời vui, mình tưởng đây là nó ghê gớm kinh khủng lắm rồi, nhưng bước qua đây nó gấp 1000 lần cả hồi nãy. Yên ổn, thanh tịnh, an lạc, vui không diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm. Nói hết được trong này chỉ có những người nếm miếng mới biết thôi. Không nếm là không có diễn nổi là người vui kiểu gì. Mà không có cái chỗ nào buồn được, mặc dù nó chưa có dứt trừ được hết cái nguyên nhân của khổ, nhưng mà ở trong cảnh giới đạt là nó vui như vậy đó, nó vui kỳ cục, nó không có diễn tả được hết cái vui này. Và không làm cho người này động tâm để buồn lại được. Phải nói như vậy, tức là đạt tới cái thọ lạc. Lúc này mới nói tới cái thọ lạc, tức là không có vượt qua, không có phá được cái thọ, giống như phá ngũ quẩn nhưng đang thọ lạc à. Tất cả những cái này đều là những cái sự thọ, những cái thọ. Nhưng cái thọ này thọ của cảnh giới thiền định, chứ không phải thọ của thân tâm. Thọ của cảnh giới tâm đang thọ định, dùng cái từ vậy là rõ nhất đó. Tâm mình đang thọ cái lạc, hỷ lạc của cái định tâm. Hiện ra đây là cảnh giới của tâm, chứ không còn là cái khác nữa. Thì thôi lúc này là cũng quá sướng luôn rồi. Tôi nói thiệt mà, thiền tới đây rồi có nhiều người cũng muốn ở đây hoài. Yên ổn mà, an lạc mà, thanh tịnh mà, không thấy cái bóng dáng của tiền trần, của phiền muộn, phiền não, của chấp mắc gì đâu, hết tiêu hết rồi. Thiền định nó mới bước vào bước thứ hai là nó đã thấy kinh khủng quá rồi. Thế gian này mà nói rủ đi karaoke ngon lắm, thôi chuyện đó để kiếp khác đi. Kiếp này là không có chơi nữa đâu. Không có cái chuyện vui nào có thể lôi người này ngược nó lại, tuyệt đối không có nha. Sơ thiền đã không có lôi nổi rồi. Cái này là phá luôn giác quán, phá luôn tầm diệt tứ luôn, là gỡ như hết tất cả những chuyện mà cái tâm niệm mà còn muốn quay lại thế gian thôi ha, là cũng không thấy hiện ra nữa. Nghe không? Tới cái định này là tuyệt đối đi lên chứ không có còn đi xuống nữa. Không có một chuyện dừng lại, là tới đây là nhập thất tiếp. An ổn tiếp, tìm mọi cách để dụng công tiếp, sống chết cũng phải ngồi thiền. Sơ thiền thôi là đừng có nói bỏ rồi, chứ đừng nói qua tới đây là thôi đi năn nỉ nghỉ ngồi thiền chừng một thời thôi là không có chuyện đó đâu, chỗ khác đi. Chết thì chết chứ không bao giờ thay đổi công phu tu tập. Tới đây là hết rồi đó. Hồi nãy đã là hết rồi, hồi nãy là thích ngồi lắm rồi. Ngồi cả ngày lẫn đêm là thôi, tới đây là có thể kéo dài 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng được đó nha. Chỉ cần bước vào nhị thiền thôi là có thể kéo dài thời gian bao lâu cũng được. Vô định mà. Ở trong cái cảnh an lạc đó suốt ngày, suốt đêm. Không còn cái gì để có thể bàn nói. Lúc đầu phục vô đây tưởng chứng thánh luôn nữa, định quá, an lạc quá, yên ổn quá, nhìn ở đâu cũng thấy an lạc, thanh tịnh, yên ổn, và cái vui nó không có nói được. Thì như vậy là ở trong định, lắng sâu trong định. Rồi bây giờ là
tới cái nhị thiền rồi, bây giờ là lìa hỷ trụ nơi xả. Ở lâu trong định sẽ sanh chén. Cái gì cũng vậy à, chưa hết, bản ngã còn, cho nên xài diện hồi cũng chán hết, ngay cả cái lịch cái hỷ lạc của thiền định. Thì tới giờ phút này một cái điều kỳ lạ xảy ra là gì? Là hành giả đó thấy cái định này nè, nó nặng, hiểu không? Giống như nãy mình mang vai mình phơi phới mình đi, tự nhiên cái bao rỗng rỗng này nó đựng không khí, đựng gì mà cảm giác nó nặng mình xuống. Cái định nó như một cái sự cột chân của mình. Tại vì mình chuẩn bị bước tới cái tầng tâm khác, hiểu không? Thì cái chuyện này phải xảy ra nha, tự tâm mình xảy ra cái chuyện này, chứ không ai dạy đâu. Không ai dạy trong cái tầng này là khó có ai có thể thọc mỏ vô để dạy mình mới khổ vậy đó. Mình đi đúng pháp thì những cái chuyện này sẽ bắt đầu xảy ra. Vì thấy rõ ràng là trụ trong cái hỷ lạc kia là một cái gì đó nó nặng nề, tiếp tục cần phải xả bỏ. Ghê không? Trong khi nãy mới vô là xuống quá trời quá đất luôn, phê không bao giờ diễn tả được. Nhưng bây giờ thấy nó nặng từ từ, giống như là cái tờ giấy mà bỏ xuống nước bắt đầu nó ngấm nước đó, nên nó nặng từ từ, nặng từ từ, nặng từ từ, nặng từ từ. Do đó bây giờ là xả cái vui này. Thì nó còn cái gì? Cái hỷ lạc đó. Cái hỷ lạc do thiền định sanh á, hỷ lạc do định sanh, bây giờ buông nó. Cái hỷ lạc là nó nặng, bây giờ không hỷ nữa, không lạc nữa, không có vui nữa, không có vui nữa. Không vui nữa thì bắt đầu là xả bỏ xuống. Lúc này thì có cái gì? Có cái biết cái mình đang thọ lạc. Nó hiện ra cái tâm niệm nha. Nếu mình học đạo kỹ thì cái lạc cũng là có người thọ, hiểu không? Theo đúng lời Phật dạy là đó, mình đang thọ. Và lúc đó nhận biết mình đang thọ vui. Và thọ khổ, thọ vui cũng là thọ. Bây giờ phải xả thọ này để tiến nữa. Chứ nếu mà còn thọ vui có nghĩa là mình còn cảm thọ. Thì như vậy là nó sẽ làm cho cái tâm mình sẽ dừng lại ở đây. Mình bị cái vui này trói chân mình. Nó cột chân mình trong cái vui này, cái an lạc, cái vui hoài. Tối ngày sáng đêm cứ vui hoài. Thấy cái này là không phải, nó là thọ. Cho nên cần phải bỏ. Hành giả này bắt đầu nhớ lại cái lời của Phật dạy là vui cỡ nào cũng là cảm giác và cảm thọ. Cho nên xả cái vui này. Và có cái niệm nào đó mà dính mắc, một niệm nhỏ dính mắc với cái cảnh giới vui cũ, tuyệt đối không còn nữa. Tuyệt đối không còn. Thì như vậy là cái hành giả đó lúc đó cảm nhận thì nhận này nó gần giống như cảm thọ đi, gần giống cảm thọ, nhưng mà nó không còn có cái vui như hồi nãy nữa. Nhưng nó không có hết cái hỷ đâu, hiểu không? Cái vui nó vẫn còn, mà cái còn này á, là nó từ động nặng cho tới nhẹ. Yên tuyệt đối, không còn bất kỳ một cái niệm nào liên quan tới cái vui hồi nãy. Qua cảnh giới mới là cái cũ phải mất nha. Chúng ta phải thấy rõ ràng là từng bước của thiền định, bước qua cái này, cái kia mất, mất cái kia mới bước qua cái này. Thấy cái lỗi cái kia, nhận cái mới này. Cái lỗi là thấy đúng như lời Đức Phật dạy, nó là cái thân thọ lạc mà chư Phật đã dạy. Mà còn dướng vô cái thọ lạc thì vậy là thọ lạc của thân dứt, xả ly cái thọ của thân. Thì một khoảnh khắc hành giả thấy không còn cái vui, nhưng còn cái nhẹ, còn cái thông, còn cái rỗng, còn cái an, còn cái thanh tịnh. Còn, nhưng mà cái vui không còn, vui không còn. Vui không còn nhưng mà an thì còn. Cái an này thì nó thuộc về cái dạng mà nó nhẹ nhàng, còn hơn cái vui hồi nãy. Cái vui nãy là nó bắt đầu nó nặng trọc.
Hành giả cảm thấy cái lỗi của cái sự chấp thọ ở nơi thân, chấp thọ trong cái hỷ lạc, xa lìa cái lỗi này. Cái này không phải mình muốn, cái này công phu tới mà. Tầng tâm nó tới đó, bây giờ bước qua tầng khác, mất cái này, đóng cửa cái tầng đó, bước qua tầng kế tiếp. Chỉ vậy là được cái thiền thứ ba là ly hỷ mà được cái diệu lạc. Tức là cái lạc này nó không còn là hỷ nữa. Không phải là vui, nhưng mà nó rất là an. Mà cái sâu lắng, cái thanh tịnh, cái yên ổn, cái an lạc của nó mênh mông, nó sâu không thể nào mà có thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Ngôn ngữ không dùng xài được cho trong cảnh giới này. Tâm thức không thể dùng xài được cho cảnh giới này. Đương nhiên là nó chưa có dứt trừ thức chấp của mình. Nhưng cảnh giới thiền định này, một cái sự cảm nhận sâu lắng ở nơi tâm, yên ổn, an lạc, thanh tịnh xảy ra, mênh mông trùm khắp xảy ra. Khúc này là sướng lắm không? Mình dùng cái từ sướng thì không phải, nhưng mà nó vượt quá những cái tầng phàm rồi, vượt tới cái tầng thứ ba của tầng trời rồi. Để thấy rằng cõi trời dục giới họ đã hưởng những cái cảnh giới kinh khủng này rồi. Không phải là cái cõi người của mình, những cái vui mà trong cái giàu có quyền lợi danh vọng cõi này đâu. Những cái đó nó nặng trọc lắm, không có xài, không có nghĩa gì với cái người vô sơ thiền được nói tới đây. Thì vậy là người này đã đạt tới cái thiền thứ ba, đạt tới cảnh giới gọi là ly cái hỷ, tức là lìa luôn cái hỷ, được cái diệu lạc và thanh tịnh sâu lắng. Tâm đó nó hiện ra. Này là toàn là tâm hiện, chứ không phải là cái chuyện mà mình thấy mình tưởng đó nha. Không phải tưởng nè. Nó sẽ hiện cái tầng tâm tuyệt đối không còn có cái hỷ, nhưng mà nó tuyệt đối lạc. Lạc tuyệt đối luôn, không có cái khác, không có cái gì ngoài cái yên ổn, an lạc và thanh tịnh. Gần như là chỉ còn cái đó thôi. Và bây giờ nè, tới cái thứ tư là dứt cái lạc này mới là kinh khủng nè. Dứt cái lạc hoàn toàn thì gọi là cái thọ lạc chấm hết, và thọ khổ mừng lo chấm luôn. Thì vậy là cái thọ khổ và thọ vui tới đây nè, nó mới chấm hết cái thọ khổ và thọ vui. Thiền thứ tư là không còn thọ gì nữa hết, thọ vui không còn, thọ khổ không còn. Cho nên là mừng lo rồi diệt bất khổ bất lạc, rồi xả niệm thanh tịnh. Đạt được thiền thứ tư có nghĩa là những cái lo lắng, những cái mừng về cái khổ và cái lạc ngay đây nó chấm hết rồi. Cái người mà giảng về sắc thọ tưởng hành thức của ngũ uẩn, không tới cái thiền thứ tư không hiểu nổi cái thọ khổ, thọ vui là gì. Thọ khổ có thể nếm trải bằng những cái cực khổ đau nhọc, đau nhức, bế tắc, khó chịu của thân xác. Nhưng thọ vui trong cảnh giới thứ ba diệu lạc này không có chứng nhập thì đừng có giảng thọ trong ngũ uẩn. Tôi phải nói một câu ngon lành như vậy, biết đâu giảng, không biết đâu. Và rồi cái sự chấm dứt cái thọ lạc này, và cũng là một câu chấm dứt của cái thọ khổ. Đây, từ đây thì sao là không nói chuyện khổ nữa nha. Ghê không? Thì khi mà chấm dứt cái thọ lạc của cái thiền thứ ba, thì người đó chấm dứt cái lo sợ buồn khổ của thế gian luôn. Thì vậy là hai đầu của thọ khổ và thọ lạc được chấm hết một câu, một cái. Nhập vô thiền thứ tư chỉ là thanh tịnh mà thôi. Đây gọi là xả niệm thanh tịnh, nhưng mà không có niệm để xả nữa. Không có niệm khổ, không có niệm vui, không có thọ khổ, không có thọ vui, không có thọ bất kỳ cái gì, không có lo lắng gì gì nữa. Tại đi quá sâu trong định rồi, thì cái buồn lo sợ hãi để dẫn tới sự bất an dao động tuyệt đối không còn nữa. Thì không còn thọ khổ và thọ vui xảy ra nơi tâm của hành giả khi đã đạt tới tiền thứ tư này. Mà còn thọ không? Xin thưa còn. Đoạn sau mình sẽ nói kết thúc cái thọ ở đâu. Thì đây vẫn còn cái thọ, nhưng mà không còn khổ, không còn vui nữa.
Bây giờ thọ cảnh giới của thiền định yên ổn, an lạc, không phải an của cái an vui. An là yên, chứ không phải an mà vui hồi trước. À, hồi trước an mà vui, bây giờ an là yên, không có vui, không có buồn. Mà cái này nó qua cái tầng khác rồi, là cái tầng của phúc lạc rồi. Cái này nó cái người phàm không có hiểu nổi. Cái người mình không có vô thiền định, mình không hiểu nổi khi hết vui là cái gì. Không có diễn tả được cái cảnh giới hết vui. Nhưng mà hàng tỷ cái vui cũng không so sánh được với một chút của cái chuyện mà hết vui nữa. Kỳ vậy không? Mình đây mình vui mình mới thấy là nó được hạnh phúc phải không? Nhưng mà vô cái cảnh giới là hàng tỷ tỷ của cái vui trước của cái diệu lạc đó, đó cũng không so được cái chỗ dứt cái vui dứt cái khổ này, nó mới kỳ không? Tức là mỗi một tầng như vậy nó sẽ vượt hơn cái kia hàng ngàn hàng triệu lần đó. Để mình không thể quay lại được, mình không thể quay lại được. Và tới đây là bốn cái thiền cõi trời dục giới đã bắt đầu xảy ra. Nếu người tu theo đạo Phật tới đây, đó giống như cái bài mà khiếm đảm và sợ hãi tới đây, thì Đức Phật bắt đầu như sao? Khởi cái tâm, phải tâm gì? Yêu thương cuộc đời. Khởi cái tâm vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người mà bắt đầu tiếp tục công phu, thì bắt đầu đi con đường khác, hiểu không? Đi con đường khác. Còn nếu như đây mà chưa khởi cái tâm đó lên được thì đi tiếp vào con đường thiền định. Tại tới đây không sanh từ bi được đâu. Cho nên nếu mà học Phật tới ngang đây là đã quá đủ cho cái chuyện của công phu thiền định. Bây giờ bắt đầu sử dụng công phu khác để nhập trong chánh định, chánh đạo của Đức Phật để phá vỡ sanh tử. Đây là nghĩa rễ. Quán tự rễ, quán thập nhị nhân duyên, từ đây quán tuyệt vời. Để có thể chứng thánh quả nghi một vài thời công phu. Phải nói như vậy. Mà cỡ mình thì không biết mấy thời nói. Vì sau khi thiền thứ tư rồi, bây giờ bắt đầu là vượt qua các cái niệm nhỏ nhiệm liên quan tới khổ và vui ấy. Mà hết khổ hết vui là gần như nó vượt qua một số những cái cảnh giới của cõi trời sắc giới luôn. Chấm dứt hết tất cả những cái vui và cái khổ mà. Thì vượt qua cảnh trời sắc giới, bắt đầu đi vào cảnh trời do sắc giới. Thì vậy là bắt đầu nó vượt qua tất cả những cái sắc của cái tưởng nè. Diệt cái hữu của cái tưởng. Tức là những cái cảnh giới an lạc á, mà mình cảm nhận được cái diệu lạc mà mình nhận được ở cái thiền thứ ba đó đó, là những cái cảnh giới của cái cõi trời sắc giới rồi. Những cái tưởng mà mình có thể thấy được trước kia, cái tưởng đó nó không phải là cái hình sắc rồi mắt tai mũi lưỡi mình thấy được, giống như đó là không còn vàng. Nhưng mà những cái điều xảy ra trong cái thiền thứ ba và thiền thứ tư á, khi mà lìa cái hỷ thì nó sẽ sanh cái cảnh giới khác. Những cảnh giới đó nó đạt tới những cái diệu lạc, những cái cảnh sắc nó đẹp đẽ, nó rực sáng, nó rực rỡ, nó yên ổn, nó an lạc, nó thanh tịnh. Tất cả những cảnh giới đó là những cái cảnh giới thiền định đi lướt qua một số cõi trời sắc giới. Thì bây giờ người này dứt đi, xả đi cái niệm mà để thọ nhận tất cả những cái an vui, an lạc trong tất cả các tầng trời của cõi trời sắc giới luôn. Bây giờ họ siêu vượt qua đó, họ không còn đối tượng nữa. Không còn đối tượng nhưng mà chưa có tuyệt đối thành một. Nhưng mà họ bắt đầu lìa cái tưởng, cái hữu tưởng và cái đối tượng của tưởng, có nghĩa là có mình, có người, tức là xa lìa luôn. Ý vậy là không còn cái cảnh giới của mình, không còn có cái mà mình có thể nhận biết được. Cái nhận biết được lúc đó được gọi là tưởng. Thì cái nhận biết được gần như nó không phải là hình sắc, nó không phải là âm thanh, mà nó là cái nhận biết của cái đối tượng thanh tịnh, yên ổn, an lạc ở nơi tâm nó hiện ra. Những ánh sáng nơi tâm nó hiện ra, bây giờ những cái đối tượng đó bắt đầu dứt, để tâm nó trở thành không. Cái có bất kỳ có kiểu gì trong cái đang thấy của công phu, chứ không phải là con mắt nữa rồi nha. Lúc này là cái thân thấy của công phu, đang thấy của cái người ở trong thiền định, thì tức là cái tuệ mình đang thấy cảnh giới này. Thì tất cả những cái đối tượng gọi là cái hữu đối tượng á, cái tưởng
rồi mình thấy có tưởng giống như từ trước giờ, thấy có cái gì có, cái gì có, cái gì có, thì bây giờ nó bắt đầu được dứt trượt. Không có cái gì có hiện ra nơi tâm của hành giả này. Ngay cả cái yên ổn của cái thanh tịnh hồi nãy đó, tức là cái tứ thiền mà được cái thanh tịnh đó rồi, thì cái cảnh giới thanh tịnh đó là cũng không có luôn đó, nó phá luôn đó. Khó luôn, hoàn toàn tuyệt đối. Bây giờ người này không có thấy có cái gì hết luôn, không có đối tượng để thấy luôn, không có đối tượng để thấy luôn, không có nhớ tới cái gì và không có cái tưởng thứ đệ nào hết luôn. Có nghĩa là tuyệt đối cái tưởng nhỏ, tưởng lớn, tưởng xa, tưởng gần về cái có cái này, có cái kia, có cái nọ là tuyệt đối không có, không có, không có, không có, không có, hết luôn. Thì người này đạt tới một cái thiền thứ năm là đạt được cái không vô biên, vô tận. Với họ là tuyệt đối không hoàn toàn và không có biên giới. Và họ bị, nếu như ở đây thì không biết bao nhiêu triệu năm nó không thoát ra được, nếu không có cách để đi tiếp. Họ thấy cái gì cũng không, thấy cái gì cũng không, thấy cái gì cũng không. Và không có cái gì có với họ, không có niệm, không có tưởng mà. Không có niệm, không có tưởng, không có nhận định, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Nó chỉ là cái không thôi. Không, không còn, với họ lúc này là họ cũng không có cảm giác có thân luôn. Và họ chỉ là cái không hiện đó thôi, chứ họ không có cái gì khác. Không vô biên tuyệt đối. Đó là cái thiền thứ năm. Kêu họ nói có cái gì họ không nói được. Kêu họ nhận định cái gì là có, họ không còn nhận định được. Không có thân, không có tâm, không có cảnh giới, không có gì hết. Nó chỉ là không. Không này cũng không phải là cái hư không. Họ không có thấy hư không là cái rỗng như bây giờ, mà họ thấy nguyên cái là không. Nó không có là hư không, hư khiết, không có đối tượng, không có gì, không có ý niệm để nhận định, nhận hiểu, nhận biết gì. Nó chỉ là không thôi. Ngoài cái nhận biết không ra, do cái đang thấy không mà đã nhận biết không, cái tri kiến không đang hiện ra nơi tâm của họ, họ không biết gì nữa. Họ này không ai nói chuyện được đâu. Chỗ này cũng không dễ gì phá. Thì mình lấy cái gì để mình phá cái người này? Họ không có thân tâm phá gì. Rồi sao nghỉ ở đây được rồi ha? Okay, sao nhập tiếp? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Phật đạo